văn phòng vừa mới làm cảnh sát cho kia, giờ hôm nay ra lại làm văn phòng. Ủa, nó có cơm hay không? Mày quát tao là tao bắn mày đầu tiên đó. Ủa, mày có súng đó. Bọt ơi, làm nghề gì á em? Dạ, rủ bu bờm vô dạ AB. nghề gì á? Dạ, con mắt em có hai trái tim, anh ba lại gì vậy? Mắt hai trái tim à? Mắt hai trái tim là gì ta? À, rồi rồi Ngoài rồi 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 lớp. rồi biết rồi biết rồi biết rồi. Anh Rồi, anh ba lại gì? Tin Ngồi đó tưởng mà làm được, gì vậy? mày tin tưởng anh được. Đi làm gì có đó? tiền Lấy quá ma ghế kìa. không? Lấy ghế không? Lì ghét, anh full lì gịch luôn. Má sao đứng đông vậy? Tắt đi. Đông tắt quá. đi tắt đi mấy mấy con mấy con mấy con vịt thường kêu tắt ra nó nha. Mấy con vịt hay hay tắt bài đấy, nó suối anh em mình tắt bài đấy, Đúng rồi anh ta. nguy hiểm lắm. Ai để em đi bỏ kê em ta. Mày như vậy mà bảo kê cái gì? Gì Mọi vậy? người ơi, Lẹo xe lem giết người trước mặt em, mọi người ơi, xe lem giết người trước mặt vậy? em luôn. Trời ơi, có cái người đến mà nó dám giết. Đúng rồi, Má, mình đang anh làm nhiệm lục vụ. Đấy, anh anh lục thấy, anh em ra thấy, luôn, anh thấy. xe lem giết người trước mặt luôn. Rồi. Rồi, xe lem nói gì nói đi, thời gian chưa chỉnh rồi, nói đi. làm nhanh. Vừa ăn cướp, đồ má mày vừa ăn cướp vừa la làng, đúng là rồi, nổi lồ rồi, luôn, lên đúng là rồi, nổi lên lồ rồi. Vừa ăn cướp vừa la làng, đời con mà mày nó giết ngay hàng cải là Canada, xong rồi nó la làng. Nè nè nè, mày Đâu có thông phải tin là mày là thầy đồng Hỏi Quỳnh mới là Canada. Rồi thằng rồi, anh không Tứ ơi, thằng anh Tứ ổi, ơi. từ thằng Thằng Hỏi ổi lúc nó đầu kịp nó la làm trước khi nó vote, trước khi nó đi bọt xác nên là Đúng rồi, thằng rồi Canada rồi là rồi tôi đang Canada. làm Ê, có khi đồ nó ở trên Canada đây thầy Hằng Hỏi, nó không gọi là nó report, nó giết xong nó report thằng Cải luôn, nó thấy tôi đi ngang qua thằng Cải và là giết thằng Cải đó, là sau đó nó đổi người cho tôi, thằng Cải là dịch, ở đầu thằng Hỏi là dịch. Thằng Hỏi mới là Canada, thằng Hỏi không, Canada. nhưng mà bây giờ là lẹ lẹ hết thời gian, lẹ 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 có bao nhiêu người gọi là làm Ủa chứng cho thằng nó Hỏi rồi, là thứ nhất là anh đi em làm chứng em là không em phải là em giết Canada, tại vì em một hồi sau mới bị em bỏ đúng rồi. Đó. Không phải Canada, anh ta ơi, không phải Canada. Không, tụi Bên em này không phải là Canada. Những trường hợp khác không có dữ làm gì, sẽ cứu bạn. Không có dữ kiện. Đó thì mọi người để ý hàng Celeste nha, mọi người để ý hàng Celeste nha. Nó đứng với mình kìa mọi người. Rồi, cứ để đến tôi, cứ để đến tôi. Trời ơi, giữ kiện gì cũng chưa hết. Đọc cảnh trước mặt luôn mà. Giữ kiện. Đọc cảnh trước mặt anh ta ơi. Con nha. Thế bỏ cảnh trước mặt luôn người của nó. Nó cắn trước mặt luôn à. Rồi. Sao sao vụ án đó làm sao? Vụ án đó là sao? Mọi người đó rung chuông. Vụ án đó là sao? Nãy là tự nhiên ổng à, phe nãy là hồi nãy nó trốn mà nó trốn mà nó trốn mà nó trốn mà nó chạy nó trốn rồi kìa. Rồi ai có súng chơi đi, ai có súng chơi ổng đi. Nó chạy đâu? Nó chạy đâu? Nó chạy nó trốn rồi. Này, hồi nãy cắn lại luôn nè. Đây. Rồi. Alo. Chuẩn chuẩn đâu anh ta? Chuẩn đâu? Chuẩn 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 ai chuẩn ai chuẩn. Ai nhưng mà đừng từ 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 từ. Hồi nãy anh đây với lại của gì vậy? Trời ơi, tôi chạy tới với cái xác, cái xong tôi thấy anh Quyền đứng ngay đó luôn. Chính Nhanh ra nhanh tôi nhờ, vừa mọi mới người spawn ơi. với Tứ. Từ từ tôi Đấy, vừa spawn với Tứ đây nhưng anh mà chạy Tứ tới, tìm ở đây. Thấy cái màu xanh, xác màu xanh là của ai nhờ, xác màu xanh. Ủa, đâu, nó xác màu xanh là của thằng Cải đợt Ủa, trước. Ủa, cũng có kìa. Ủa, Cải trước Anh thấy trước là mà. Có người đang đứng, xong cái bà tù đứng im, xong cái tự nhiên phực cái người đó mất cái đầu luôn. Hình như anh từ nói slow vậy à, xác là từ anh slow nói vậy chết cơm em thấy Ủa, cái xác anh chết chạy xong mà. Cái em chạy lại xong em thấy anh đứng đó xong cái em mới bấm cái chuông đây nhưng từ mà lúc có mà thể ảnh là giết Canada người xong nha, cái mày không loại trừ ảnh là người Canada. Đúng có từ thể lúc mà anh anh chạy Canada lại anh Canada đứng đó anh nhìn đây không nè. không phải Canada, tức là đứng xong cái mà không biết nha, nó giết xong cái nó vốt liền luôn, hoặc cũng có thể là nó hoảng quá nó vốt. Thằng sẽ lết chết mà nói còn sống kìa. Đâu anh ta bắn anh ta bắn ta bắn ta bắn ta bắn có thể là Batu nó là siêu năng lực cho mọi người. Vậy thì bây giờ nè, từ từ mọi người để ý nha, thằng Batu với lại anh Quyền là Batu với anh Quyền mọi người để ý nha. Có hai người đi chung với nhau đi. Em thấy anh Quyền đứng anh ngay mà sát chết em là vote lên nó mà đó. Anh Quyền dí em là anh Quyền đa đa. Em thấy vì sao anh mà chết là nó thủ tiêu anh nha mọi người. Trời ơi, anh dí đi rồi, anh dí đi rồi, mình đi mình Quyền khả năng Canada rồi.
Chanh vịt ủi nè. Nè nó. Tin được hàng không kìa. Tin được hàng. Má không tin được hàng rồi. Bắt cặp đi mọi người. Đi 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 dưới nhiệm vụ đây nè. Đi tâm mình. Đi cho khác đây tao bắn bây giờ đó. Ghê vậy, dữ vậy, dữ vậy. Gì vậy, gì vậy. Dữ vậy. Đi cho khác đây. Hung dữ nha, hung dữ nha, hung dữ nha. Mã làm gì? Tôi mày giờ mày ăn cứt hay sao mà hung dữ vậy? Trời ơi. Trời. Kiểu hơi dữ á, anh sợ. Anh nha, anh nha. Rồi rồi. Cái gì á? Ơ, cái lồn vậy? À. Mọi người ơi, thằng Ba Tu rồi mọi người ơi. Bộ má lồn Ba Tu siêu năng lực. Lồng thằng Ba Tu là siêu năng lực nha. Trời ơi, từ giết xong từ vốt đó thấy chưa? Đấy anh cũng kêu là nó đứng im một cái xong cái mất cái đầu. Rồi siêu năng lực nó giết hỏi. Thằng lồn siêu năng lực da nó giết xong rồi nó giết ở Quỳnh. Rồi thằng Đàm bị bạc ti rồi, animal rồi. Thằng Đàm bị bạc ti kìa, hồi nãy mà thằng Đàm đi dai. Thằng Đàm đi chung với mình sao? Rồi mình sao? Không phải. Bây giờ tạm thời từ giót Ba Tu trước đi, giót Ba Tu trước đi mọi người, rồi xong rồi mình mới chuẩn bị mấy người khác. Đó, thằng Đàm đi ra, thằng Đàm nó lại thôi. Đi làm gì sao? Nó lại không nghe rõ, nó lại đi. Đi ra. Làm tốt rồi nha mì sao, bye bye mì sao. Tôi đi trước. Không, không phải mì, không phải mì. Mọi người mì sao. Đi chung với lại mì sao à. Bắn mì là chết hai đó nha, không phải. Vậy tại sao mà gọi là đi chung với lại mì sao mà gọi là nó bị dính hơn kia? Không phải, có người. Mì là thầy đồng, bắn là chết hai đó anh Tam. Nhưng mà lúc đó là mì đi chung với lại củ bụi, còn có ai chung, nữa không? Mà có một người sượt qua của sượt qua. Là ai nhớ không? Nhớ nhớ người đó là ai không? Không nhớ. À, vậy à. Vậy thôi chưa có thông tin gì. Bây giờ bắn là chết hai đó không có được, mì là thầy đồng là bây giờ 7 xác nè. Rồi ok hiểu. Tạm tin thôi nha, chứ chưa thể là tin thẳng đâu. Phải tin đó. Có cạp cạp anh ba dịch trước nha. Có cạp anh ba dịch trước nha, đừng cạp cho mày. Gì cạp anh ba dịch đây nữa, là sao? Anh ba dịch là được không? Giết người gì cho dân này đâu, các thứ đồ. Làm gì có. Không có con dịch nào mà đi theo cảnh sát trưởng hết á. Phải tin á. Xe nha. Lát sao mà gọi là có người bị gì là mày sao nha. Rồi. Tin á. 1 2 3 4 5 6 người ở đây đúng không? 6 người ở đây, còn mấy người ở trên là cảm giác có ám mạng rồi đó. Thiếu hàng đàm. Chưa có ai chết hết, Mày là thầy đồng mà. Ok. Tin tưởng được của muội nè. Cũ là tin đấy. Có ai chết chưa? Chưa. Liên tục nha, chắc liên tục giúp tôi nha. Bây giờ em giết anh ba cuồng không? Giết đi. Bản lĩnh thì được mà nhào vô. Nếu như mình sợ, cảm thấy mình sợ bản lĩnh. Không. Phải tin nhau á, mình chúc mừng sinh nhật em với anh ba. Tin nhau á. À, và cảm ơn Quang nha, chúc em sinh nhật vui vẻ nha Quang. Còn gì được đấy nha Quang, còn tiền được tiền, còn tình được tiền, còn đại đại tài. Happy birthday Quang, mãi yêu. Ừ, khả năng cao là có bồ năm nha. Tại vì nãy giờ là mình cái phe thứ ba này, nãy giờ là không có. Thằng Mã đi đâu vậy? Mã làm gì á? Em đi bảo kê anh ba. Anh không cần bảo kê em à. Em là cái gì mà em bảo kê? Đúng. Em là ngỗng ngu. Em mới giết người xong mà em đi theo để em lấy bằng chứng đúng không? Chứ em kiếm người đi chung thôi. Giống kiểu mà gọi là mấy con lời chúc công nghiệp. Lên kia cover em làm vụ cái em sợ điên mình. Rồi ok, cứ đi đấy. Cô vợ đi mì sao? Không, em phải đi chung với anh ba, em đang chứng minh là em là người ngỏng mà. Ủa, tự nhiên chứng minh là phải đi chung với anh à? À vậy ok, vậy thôi đi. Lý do tại sao mình chứng minh mà
Nãy giờ mày có tin tức gì không? Quát. Ủa? Ê, không thấy em vậy. Mau xì đâu? Mày xà đâu? Thấy màu xì, không thấy màu xì. Tránh ra bọt. Tao giết thằng ơi, chạy. Đi bọt. Ây cha. Bồ nông rồi. Cái gì? Anh Mã là bồ nông rồi. Không phải, bao xì còn đây, bao xì còn đây mà. Bao xì mà. Còn. Cái gì vậy trời? Ủa, thằng Đàm sao chết? Vậy là con bồ nông nó nuốt, chắc chắn gì chỉ còn con bồ nông thôi, không còn dịch. Tại vì em chắc nãy giờ còn không ai thêm rồi đó. Lại là mã rồi. Tính ra em đi từ đầu đến cuối với anh ba. Không, thấy chưa, nói giả bộ, thấy chưa bao xì, nói giả bộ, thấy chưa? Sao mới lại? Đó. Là khả năng cao là mã rồi. Tại vì nó có cơ hội, thứ nhất nè để nói nha, là nó có cơ hội là nó gọi là nó sát nhập vô để nó kề bằng chứng ngoại phạm cho nó. Rồi nó có cơ hội thêm cái nữa, vừa mới là bằng chứng ngoại phạm cho nó là nó tách ra điền luôn, là tưởng là nó giết bao xì. Em có tách đâu. Em tách lên trên. Giờ là em kêu là đi kiếm bao xì luôn á. Thôi bây giờ được phải bót rồi, chắc chắn là phải bót anh em ơi. Cũng ngu mà sao mã liều vậy, dám đi kiếm bao xì luôn. Ừ. Ý là thấy ba người cái tự nhiên cái đi không thấy màu xì đâu hết, phải đi kiếm chứ. Bót mã đâu mọi người, lội trừ đi. Nãy màu xì cũng bị nghi là vịt mà chắc cũng phải thử giữ mới đi kiếm. Chờ mã chết không kịp ngáp luôn. Nguyên cổ nóng. Trời ơi. Có bồ lông nó luôn vịt luôn. Bồ lông MVP. Sao mà qua được tham tử lực danh đây đâu ra cô ba. Nhìn cái màu biết ngay. Trời chúng Canada luôn. Hát dữ tại ta. Con bồ lông ác thật luôn đi. Đúng rồi, em luôn hết dịch luôn. Mọi người kêu thằng ổi Canada từ đầu mà, bà tu. Thằng lồm sẽ lét kim đa đa. Mấy người kêu thằng ổi là Canada mà. Lồng cơm đủ má toàn thế đa đa không nhỉ? Đủ mẹ nó đa đa biết luôn. Chỉnh lại thời gian đi ba tu, chỉnh lại thời gian đi ba tu. Chỉnh thời gian, chỉnh thời gian đi. Xe lét đang kia rồi. Xe lét đang cầm kia anh. Mày chỉnh. Đang chỉnh à? Chỉnh đi. Đủ má nó đa đa biết. Xe lét chỉnh dấu rồi. Thời gian thảo luận là 30 giây đúng không anh? Thực chí. Thời gian thảo luận nữa. Thì kéo hết đây 120 giây ấy. Thời gian vote ấy. Má mà hên cái tên nó không nghe lời thằng ngỗi. Nghe lời thằng ngỗi vote nó là cút mẹ. Thời gian thảo luận thì để 60 giây rồi. Thời gian vote để em để 120 giây được. Mọi người rồi, em để 300 giây luôn hả? Mọi người để lộ ron luôn rồi. 300 giây luôn được. Tắt lộ ron đi. Tắt lộ ron đi. Là lộ ron sau khi chết đó hả? Đúng rồi. Không lộ luôn, từ đầu tới cuối. Để ngồi, mấy người chết ngồi đoán luôn. Ủa anh đi ơi, cái em sát bắn được không anh đi? Không biết. Hả? Cái em sát bắn được không? Ám sát, bắn được. Random hết sao bắn? Không bắn đâu. Nhưng mà round đầu chưa bắn thì biết đâu người ta fake news sao? Là bắn được đúng không? Là bắn được. Vâng. Ủa anh tưởng là chọn luôn rồi mới bắn được. Ám sát bắn được hả? Nó sửa lại rồi. Sửa rồi, bắn được. À sửa rồi, ngon kìa. Bắn được. Vậy là không được rõ rồi. Rồi. Không nhưng mà cái này random mà biết đâu có. Không bị vàng. Ít lâu. Đầu ron đi cút thôi. Thằng Đàm sẽ lép kim đa luôn. Ghê thiệt. Thằng Đàm mới vô đi làm nhiệm vụ nhiệt tình lắm. Ủa vậy sao lúc đầu sẽ lát giết ai được hay vậy? Ấn vô không được, xem ấn vô không được. Bị cải trang. Vậy là bị lát rồi đó. Ao ra sẽ lát để nhường kia cho người khác. Không phải mà. Ủa, có người chưa ready không? Ready hết rồi đó. Nó hiện rồi. Đây ao đây ao đây. Mày ao đi. Rồi kia về cho Katosis là đúng người rồi đó. À, phải nãy là Beto giết từ xe Khải đúng không? Xa lắm. À rồi xong anh Celeb vừa chạy ngang xong sát sải chết luôn. Nói mấy người là anh Celeb đó chứ. Mà Celeb mà mình vote là anh nhập hồn vô ổi, xong nghe ổi kia ba cái này nè, ổi chết.
Vô chơi này, được, chơi được, chơi được không? Rồi vô vô. Đồ má đéo cảnh sát chủ luôn vậy. Cái gì hoài ta. Đẩm ngu không mày ta. Má, chết cơm luôn rồi trời ơi. Chết cơm rồi, chết cơm rồi. Cái này, anh ba thấy mặc đồ gì không? Thấy, mặc cái tập về. Mà ba nghe em nói cúc quá, cái này là cúc. Cúc. Mà cái miếng cúc tự nhiên đưa đuổi cho cúc là sao vậy? Alo, alo, alo. Má nghe không mà? Nghe. Vậy. Này bấy nhiêu dễ thương nha, miếng có 2 triệu đó. Má, con quỷ này trong này nó đẩy được cái cục nó nhanh hơn mình vậy. Quỷ nào, đổ mà xạo xạo đúng không? Đây nè anh. Chết cha tôi rồi. Tôi nhấn nhầm rồi. Ây da, ây da, ây da. Khải, cái gì vậy Khải? Khải, cái gì á? Mọi người, ba tu giết người. Mọi người thấy rõ ràng không mọi người? Mọi người thấy rõ ràng là tôi đứng ở trong đúng không? Sao á, mày sao á? Không, ba, cái lúc đó ba tôi chạy ngang mà mày, nếu mày giết người thì mày đâu có giết lộ vậy. Nhưng mà nhanh, điên hơi đấy, nhanh nhờ. Mình rất là nhanh mà đấy. Ừ. Là nghĩ gì vậy? Là những người đứng ngay chỗ sân banh, là đứng chung với mọi người luôn. Vậy có khi mà nào chết có, ngay có đúng chân ơi, của mày mà. Có con gì con tàng hình hoặc siêu năng lực da. Không phải, một là con tàng hình, hai là con siêu năng lực da. Cái xác nằm ở đâu? Cái xác nằm ở đâu? Canada. Cái xác ở công viên anh. Công viên à? Từ. Em nói nè, hồi nãy là lúc chết là tới solo cái gì? Có thể là xin da. Cái gì nữa vậy? Mọi người ơi, từ mọi người, tôi có thông tin. Đầu tiên cái chết là ở công viên. Và mọi người đang đứng ở công viên thì mọi người thấy là cái chết, yeah, cái xác sạc qua thì cái xác đó gọi vừa sạc qua là có gì bọt liền hay không? Không. Không, tức là không, trước không, đó không. Nha. Rồi. Trước đó còn có một người chết rồi thì còn tụi em đang đứng là có em với lại. Vậy là mọi người ơi, vậy là có dịch tàng hình. Vậy là có dịch tàng hình. Và yeah, con dịch tàng hình đó chính là thằng Khải nó tàn hình xong nó cắn xong nó chạy thẳng qua bên chỗ cái gọi là chỗ phần game của tôi. Và lúc đó thì tôi có ra tín hiệu cho anh Khải có cái gì đó không. Ê, cái gì vậy mà anh Khải nó hỏi cái gì vậy anh ba, biết đúng không? Thì tất tôi tin đó 100% là thằng Khải là một con dịch và nó là dịch tàn hình. Mày là thủ phạm lớp nhạc. Bây giờ mọi người muốn vót không hay là bê 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 Nè mọi người nè, từ từ để tôi phân tích cho kỹ về lý do tại sao tôi nói chắc chắn 100% là dịch. Tại vì cách di chuyển của dịch tàng hình là khi mà nó tàng hình nó cắn ra nó sẽ chạy càng xa càng tốt khu vực đó. Thì cái khu vực đó gọi là khu vực gần đó là nó di chuyển xa nhất. Hồi nãy ai thấy em cứu em cắn với em ba dịch đâu? Đồng ý với anh ba vịt nè. Chỉ có một mình anh thấy em thôi. Sao bọt chết? Ờ đúng rồi, sao bọt chết kìa. Mày chết là không bảo. Gọi là nó tàng hình. Với cả sau đó giết xong cái là lớn lớn rất nhanh. Bây giờ đổ qua tôi nguy chết cơ. Trời ơi. Anh ba ơi, ba giết em chưa chơi. Lúc đầu nè, lúc đầu Khải đi với là sao bọt chết. Khải kêu em là sao bọt chết. Ngon nha, gọi được một viên nè. Khải đi với bọt chết tứ xong rồi. Vậy còn Mao Xì thì sao? Có khi nào Khải với Mao Xì là hai con vịt đó? Không, em đâu có giết được pha lộ vậy, tại vì đông người lắm mà. Bây giờ cho Khải nói pha cuối cùng đi. Pha đó đông. Khải nói gì, Khải nói đi. Là lúc đầu em spawn ra em bọt với lại thứ slow. Mà lúc đi qua bên chỗ sửa điện hay là cái chỗ gì đó là bọt đi với em muội rồi. Tứ đứng lại, em chạy qua bên ba mà. Em chạy bình thường chứ không có tàn hình đâu. Ai thấy em mà. Em chạy cái đường mà có mấy chiếc xe đi qua đó. Chạy ngoài đường lớn luôn mà. Không. Có mấy chiếc xe đi qua. Chạy ra, giờ sao mày sợ mày chạy à?
Mọi người cứ tin tôi. Được rồi, bảo vệ. Nó 100% là dịch. Và nó là dịch tàng hình. Em tin anh ba. Em tin anh Tam. Tại vì tôi làm dịch tàng hình rồi tôi biết. Cái phong cách đó là phong cách của dịch tàng hình. À vậy là hiện tại anh ta vẫn là dịch đúng không anh ba? Không. Chúng tôi tin Trung Mori. À nhầm, cô ba. À, cô ba ấy. Tự đồng danh cô ba. Lời nói không thuyết phục. Cái băng này cũng quen lắm nha. Cái băng này em nhiều khi anh ba cũng là dịch luôn đó, anh ba thấy anh Khải đó. Tao là dịch, cái tao giết anh Khải. Trong khi đéo ai thấy anh Khải, đủ á, có mày có ngu không? Không. Vậy đúng rồi, biết rồi anh. Cái thằng lộn này. Đồ má mày bị ngu hả? Nếu ai biết thằng Khải giết người hết, tao là chỉ là có một mình tao biết thông tin đó thôi. Đi giết vịt. Ai mà biết được, anh ba có nhiều cái gọi là đúng hay không? Lắm. Không, đều có. Mày xàm. Đủ mày là dịch á, mày binh thằng Khải, mày là dịch đó nha. Mọi người cẩn thận, xe lép nha mọi người. Sao? Nó có thể là dịch đó anh Quyền. Làm gọn nè, rồi làm đi anh che cho. Làm đi anh che cho, không ai thấy đâu. Ủa cái này làm xong rồi sao ta? Rồi. Hơi đông. Đủ má làm được vụ đúng lâu luôn á. Lộ là đéo biết chơi à. Màu xì đi lẻ nè, màu xì đi lẻ nè. Cả đám ở dưới màu xì ở trên, từ trên đi xuống. Khả năng cao là sẽ có một cái án mạng gì đó ở đây. À, tắt đèn. Ủa Đăng Khoa nha. Thưa thầy, em mới vào, thầy có nhớ em không? Dạ nhớ em, Đăng Khoa. Anh em rất cao là có người chết anh em đó. Thằng đọc toán học nhanh ghê. Vậy. Ôi, cống nó đi ngang qua sáng không báo. Xe lép ở dưới cống đi. Đâu, ở đâu? Đây, bên này. Không phải. Bên này. Dưới này. Giận dắt quá nha. Không có. Đây mà gặp đây. Quái vật là mệt nha. Ủa? Gì vậy? Là sao? Gì vậy? À, anh Ba Tu, em soi ra màu cái đỏ gì? Em là thám tử, chị Hằng có thể confirm giúp em được. Phải. Em thấy. Cái gì tao nữa? Tao là người dẫn mọi người xuống phòng xác. Anh Ba Tu có bảo mày cắn người sao mày chạy, nó dí không được. Ai? Nhưng mà em soi anh Ba Tu ra màu đỏ, hiểu không? Mọi người có thể là có giả dạng. Tôi chạy lên bây giờ nè, tôi chạy lên đó, tôi kéo hết tất cả mọi người xuống, tôi kéo hết mọi người xuống, tôi chạy đi kiếm xác đàng hoàng. Nhưng mà em soi có thể quên em là thám tử, nhưng mà em có phải là thám tử hay không? Phải. Nó soi ra mày mà đỏ mà mày còn hỏi nó phải thám tử hay không? À, bây giờ biết rồi. Nếu cô giết không, nhưng mà nè mọi người từ từ. Nó có thể đó là đa xong đấu đó mọi người. Nó giết xong rồi bắt đầu nó giao bội nó đưa xuống nha. Khoan em ba, nhưng mà hồi nãy em ba tu kêu em băng kêu em kêu em cắn mà. Vậy là có thể em là dịch. Là sao? Đúng không? Nãy ông đi đâu tôi kiếm ông quá trời. Xong cái đầu mắt lúc sau ông quay lại. Đúng, ông không nói gì. Là có phải là cảnh giác ông hay là chính là ông? Thì ba tu kêu em cắn thì em là dịch. Má nè. Bây giờ tôi nói nghe nè, tôi không biết rồi nè, tôi không biết cái gì hết, tôi chỉ thấy xe lép, đúng rồi. Bây giờ vô ra làm súng bắn tôi cũng được. Bây giờ có súng thì bắn thôi. Vậy nếu vậy là hồi nãy ba tôi nó vậy, nó dễ dàng em xong nó cắn xong rồi nó cắn hổ quỳnh đó, xong rồi nó dí quay rồi. Nếu mà tôi làm như vậy tôi đâu chạy lên, tôi la làng lên chi vậy, tôi đi đường khác. Rồi thám tử soi nó màu đỏ rồi. Đúng rồi, soi nó màu đỏ rồi. Rồi. Nhưng mà có thể có khả năng đa xong đấu không? Con dịch dí điên cho tôi. Mọi người. Nó chì á. Nó dí đi. Không có
Ủa sao không vote? Ủa sao mọi người không vote nhở? Là sao? Nó rõ ràng nó hỏi mà. Trời, rõ ràng nó hỏi vậy luôn mà. Rõ ràng nó hỏi là thằng kia có phải là thám tử hay không mà. Trời ơi. Để ba tu giết kìa, ba tu nữa kìa, ba tu giết kìa. Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Rõ ràng nó hỏi, từ từ, rõ ràng nó hỏi là thám tử. Để em đó. Bây giờ phải bót chứ, tại vì bây giờ thôi gặp bắt đầu nó mà nói rồi, sao mà mình để vậy? Bót đi, bót đi, bót đi. Trời ơi, là sao nữa vậy? Cái sao, ai để thấy sao về cái đầu đỏ? Đây nè, nói cho nghe nè. Trời ơi. Lên phòng nữa hả? Không, nhưng mà nó, mọi người có để ý không? Là trong lúc nó nói, nó hỏi lại thằng thằng Khánh luôn là có phải là thám tử hay không? Chắc chắn 100% đó là thám tử hay không nữa. Nó có nói nè. Cho em giải thích cái, cho em giải thích cái. Thôi tụi Ron luôn. Nhưng mà đâu đỏ sẽ bắt trước sai đồ đỏ. Không thể bắt trước sai đồ đỏ. Có khi bây giờ có khi thằng Khánh nó lộ Ron với lại con dịch ám sát rồi nó bị giết. Ừ thì nó điên cho tôi chim chim. Trời ơi, em nói vậy là hơi sai, tại vì thằng Khánh nó đã nói nó là thám tử và nó bị ám sát giết chúng, nó là thám tử thì nó sau em ra cái đầu đỏ mà sao em nói em là kẻ giả mạo được. Kẻ bắt trước rồi, đồ đỏ sao? Không phải thiệt. Tôi nghĩ là gặp phải ra xong đấu thôi. Vậy nó bắn lộn quá, đó là ám sát, đó là ám sát, nó bắn luôn, đưa ra lập luận không chính xác, nó đưa ra lập luận không hợp lý. Soi anh đi kìa, ai soi anh đi rồi kìa? Rồi soi được, soi được cái gì nói luôn nè, soi được cái gì nói luôn nè. Ám sát chết rồi, lập luận không hợp lý rồi, lập luận như này là chết. Anh đi là gì em ơi? Ám sát cút rồi, em, nói đi em. Em dân phòng, em dân phòng. Dân phòng à? Thật dân phòng không biết ta. Dân phòng, dân phòng. Vừa rồi em tính đi kiếm ba tu em bị dò mà. Dạ. Yeah. Hỗ trợ anh Pháp, anh Trung Pháp Y được không nha? Ồ, được ạ, được ạ. Dân phòng này. Pháp Y xong cái nhảy cống rồi nè. Cái gì nó vậy? Ôi trời ơi, sao có người chết nữa rồi? Mọi người ơi, mày thấy tứ slow giết người. Mày không có gặp mày đâu mà lại tôi giết người nữa vậy. Mày thấy tứ slow giết người trên trạm cảnh sát. Tôi đâu có gặp mày đâu. Không. Tôi đang ở bên công viên mà. Không, lúc gì công viên? Lúc đó là mày gặp xe lép. Thì tôi đang bên công viên mà. Nhưng mà mày đi làm lên trạm quan sát là thấy tứ mới. Nhưng mà nó có nói chuyện với cái người đó không? Tại nãy thì Quyền có nói là nghi có cái gì mà màu danh gì đó. Thì hỏi nhưng mà không có nói chuyện, nhưng mà thấy rõ ràng là tứ siêu lâu giết. Mọi người ơi. Phá ra từ. Để em có dữ liệu nè. Em với cả thằng Đàm với cả thời Quyền với cả CNS là đứng ở chỗ trạm điện rồi. Anh Tam với cả đi đâu? Anh đi đứng chung mà. Không có xe lép mà. Gì mà có anh? Có xe lép nó chui xuống cống. Xe lép nó có xe lép rồi. Nó chạy xuống cống. Nè. Mọi người ơi. Từ để tôi phân tích cái này của tứ xì lô nè. Đầu tiên là cũng không ai nói lúc đầu là không ai để ý cái dữ kiện mà gọi là có kẻ mạo danh hay là cái gì hết, nhưng mà thường là con vịt nó sẽ là một con vịt mạo danh và nó gọi là dùng cái gọi là cái chức năng đó để nó gọi là nó phát vị trí của nó, thì nó phát vì sao là cho là tưởng là thấy ai giống nó, nhưng mà thật chất là đang ở công viên. Thì thằng tứ xì lô khả năng rất cao nó là con vịt mạo danh. Đúng. Là sao anh ba? Tại vì không ai biết có dịch gì không. Hết nhưng mà tự nhiên sao lại lòi con dịch lại danh. Tính ra là vụ kiện đó ở cái đâu, một là anh Quyền anh nói là có thể có, thì em mới nói là cái vụ kiện đó thôi. Có thể thôi, tại như, vì anh nãy anh gọi thành công là nó không có nghe luôn, nó không có thưa. Đúng rồi. Nó không có trả lời rồi. Nhưng mà nó dịnh vô cái dự kiện đó để nó phát vị trí, nó dịnh vô luôn để nó phát vị trí thì có khả năng cao đó là đó. Công viên thiệt mà. Vậy thì bao xì thấy ai? Bao xì thấy rõ ràng là tứ xì lô đúng không? Đồ
đúng rõ ràng. Rồi, thế thì là... trong khi bọn em đi chung rồi thì không có thể nào mà nhầm được nữa. Đúng rồi, ở đây là bốn người đi chung, tứ tô, Hằng Đàm, Quyền Pro với lại Celeb đi chung rồi thì chỉ có Mao Si với lại tứ Silo thôi. Nhưng mà lúc đó có ai đi với Mao Si không? Hai người đó thôi. Em không đi chung với anh bà. Lúc đó có ai đi với Mao Si không? À, bây giờ nè, Mao Xì chấp nhận hy sinh nhưng mà phải giết tướng Silo. Không, thà giết làm còn hơn bỏ sót, giết luôn tướng Silo trong round này. Đúng, 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 đúng. Em nhưng mà anh ba kẻ thám hiểm, kẻ thám hiểm. Kẻ thám hiểm mà ok. Anh ba phải để bị xào nha, tại vì rồi. Giết bị xào chứ. Bây giờ giết tướng Silo là còn bị xào rồi, vậy thôi. Rồi, tướng Silo trước mà, tướng Silo trước mà. Sao kêu lùng kêu là mày sao trước? Rồi. Đâu bảo mày sao ra đường để test ô tô đâm. Hoàng cho em quá. Cộng của Hoàng. Hoàng cho em ba. Hoàng cho em ba ba. Hoàng. Cô ba ơi. Sao anh đoán hay vậy? Đồ người thám tử ở đây mà. Ít cha còn người à. Làm sao hồi còn ba vịt là lòi LNS cô ba? Nói tôi đoán hay là tôi đoán trúng rồi anh em ơi. Nó nói tôi đoán hay là tôi đoán trúng rồi. Khải tàng hình. Thấy chưa? Khải tàng hình tứ thì kia. Suy luận tài tình mà anh em. Anh Trung mà làm ngỏng thì mẹ mày mấy con vịt không thoát khỏi bàn tay của anh Trung đâu. Mẹ mày. Ô, là sao? Ơ, là sao? Anh nghe. Ủa, nãy giờ em đi đâu, làm với ai, làm gì? Khai. Nãy giờ em thấy thằng Celeb ở xôi cống xong rồi em xuống tìm nó thì không thấy nó nữa. Thằng Celeb khả năng nó chưa còn khùng chưa điên đó. Làm vịt thì A Trung đần VC mặt cười. Vịt thì em lười thôi. Ôi ơi, nhát giết rồi. Vịt thì anh Trung bị nhát giết. Cái này là tôi nghĩ là còn phe thứ ba rồi anh em ơi. Tôi nghĩ là tôi còn phe thứ ba đó. Cho nên là nó mới như vậy. Chơi như nào? Ây da. Thầy Quyền dám cắn thằng Đàm. Anh Quyền cắn mà. Ủa? Mà anh chỉ biết cười. Anh chỉ biết cười. Anh cứ giết đi còn. Ủa? Anh đi. Anh làm cảnh sát trường hả? Anh là cảnh sát trưởng giữ chưa? Kẻ kéo lên. Trời ơi. Cái gì vậy? Anh giết thằng Đàm, thằng Đàm là mình rồi, anh giết thằng Đàm. Trời ơi, anh đi ơi. Thầy Quyền. Hay này, anh Quyền, cảnh sát trưởng giữ chưa? Ủa, nếu tứ là sát thủ vậy là ai giết cái xác ở trên ta? Ai giết cục cưng ta? Thì là tứ, tôi giết em á. Nhưng mà sao anh đi là giết anh? Tại vì em thấy anh giết người rồi. Trời ơi. Anh lục hồi anh cười à. Em biết ai là anh chưa? Ấy là anh Quyền, anh Quyền anh bắt rô cả sát trưởng mà chị. Anh Quyền anh bắt rô cả sát trưởng kìa. Ủa nhưng mà không. À không phải là em ngố đâu mà là vừa rồi anh đòi dí Celeb nhưng mà anh đâu có nói là giết. Cái lồn má đóng vừa chứ lồn ra cái nó bị quan nhưng mà cũng giết được hai hai đứa là kêu là hai thằng cũng giết được hai đứa ở nhà có đà là nấu cũng giết được hai em cũng giết được xưa hai em. Vô gì vô đâu nữa? Anh mạnh lắm. Anh mạnh lắm anh nha. Mạnh là sao? Mạnh là sao? Hỏi lại gì hỏi? Cái gì? Em lại gì? Ăn một cái khế giả một cục vàng à.
không vậy, có không vậy? Anh nhiều tượng trứng, anh không có rồi. Bước bỏ giấy sao quá vậy? Vụ anh sao á? Đó, 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 đồ má, vụ gì, vụ tôi hay gì? Lan nói chuyện với anh ta. Vậy vậy, sao nữa? Là sao? Nói vụ gì? Sao nãy anh với em, sao nãy anh với em vậy? Thì cái đó, anh phân tích em là tàng hình mà. Mà em đi, anh mặc chứ anh tàng hình đâu. Thì ai, ý là phân tích vậy thôi, thì ai biết đâu, đóng bừa thì chúng. Anh thám tử mà. Xui, gặp đúng anh. Gặp đúng cô ba chịu rồi. Thám tử chuẩn quá mà. Gì vậy? Trời ơi, sao tự nhiên đứng yên nhìn nhau? Hơi nguy hiểm nha, hơi nguy hiểm nha. Nhưng mà mày làm cái gì mà mày không đi lẻ được? Mày đâu đi chung? Em ngỏng ba ngang, đi lẻ giết em sao? Tự nhiên ngỏng ba ngang. Tự nhiên là ngỏng ba ngang là sao? Em là ngỏng ba ngang đi chung á, không bị giết. À trời ơi, xì bà. À vậy à. Sao ngỏng lại không bị giết? Ai giờ? Mày đừng có xạo xạo nha, mày đụ má mày đi theo tao để mày giết tao đúng không? Em tên là Ma, nãy giờ ba không giết em, tên là Ma bởi vậy anh hả? Đồ á, đừng có xạo lồn. Mày xạo lồn. Trời ơi, giết anh Ma nãy giờ giết rồi. Mày tránh xa tao ra. Tao mày là kẻ thịt mờ, tao mì nào rừng kìa. Tao mì rừng mờ à? Anh ba thằng ngỏi mọi người ơi tôi chết ăn ngỏi nha. Bắn luôn mày bắn đi. Bắn luôn. Hợp tác đi anh ba. Anh bị chết á, anh bị phản đam đó. Phản đam gì? Phản đam là sao? Mày lại gì mày? Đó, thấy chưa, giả bộ chui cấm rồi cái là nó chui liền. Ai, nó có súng anh ba, thôi chạy, thôi nhường lại cho anh đi với nó đó. Nó có súng à. Sao mày biết nó có súng? Nó nói mà. Tự nói mà anh ba. Đồ má. Mày nói mày có súng. Phải không, người ta có tin được không ta? Đó, sao có đi chung vậy? Trời ơi, sao đông quá vậy? Tự nhiên có nhiệm vụ gì vậy? Chui dưới cống hết vậy? Sao tự nhiên chui dưới cống hết vậy? Đâu phải làm gì đâu vậy? Thằng mã. Đụng thằng mã. trên này nó ngay chặn cống luôn, nó ngay chặn cống luôn. À, thằng cãi chui dưới cống. Mày làm gì dưới cống? Cống bình thường anh ba. Mày làm cái gì ở dưới? Nhưng mà mày làm cái gì ở dưới? Đứng xa ra nói chuyện. Mày làm gì ở dưới? Đi còn mẹ mày. Bà làm cái gì anh ba? Cái đồ má. Chạy luôn chứ. Anh kêu nó đứng xa ra rồi. Khải với lại Celeb dụ em lên trên kia giết. Hay là chứ. Ờ anh bị dịch giết cái đồ má. Sao biết được? Mạnh bay là gì? Mạnh bay né em như vậy? Anh là chiến đa đa. Trời ơi, sẽ lép phải làm hết luôn. Ủa mà anh đã...
Dở ghê trời. Bỏ luôn rồi. Tôi với Khánh vừa chạy qua là trước đó thấy thầy Quyền được ai rủ đi á, qua đó nói gì á, xong tôi với Khánh chạy qua thấy có Quyền cái xác, cái hai người đứng đó. Thì là tôi với anh Quyền á. Tôi với anh Quyền. Không. Bobby với anh Quyền đi qua bển mà chưa không biết. Ý là Bobby với anh Quyền đi đi từ cái chỗ cái xác. Tưởng nó giỡn, tưởng nó xạo lộn hay là nó thiệt không đúng. Và qua đó, qua cái chỗ trường học đấy thấy thêm một xác nữa. Thấy thêm một xác nữa. Tôi ở trong đội phi hổ cục điều tra liên bang và đúng. Ba Tu và Khánh đã bảo chính là tòng phạm hai người chơi ghê 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 không anh Huyền nghe em nói nè, thật sự nha, là nãy em tính nói cho anh Huyền một cái vụ kiện này nhưng mà không phải Khánh với lại Ba Tu. Không phải hả? Vậy sao nó gì mình nó đòi giết rồi? Tức là do thấy cái xác anh, tức là do thấy cái xác á, cho nên là cái xác này mới chạy. Nhưng mà không phải hai người kia. Em sợ có ám sát, thành ra là chùm đặc khớp chưa được chơi game nào. Chùm đặc khớp nãy giờ chưa được chơi game nào. Sống thì chết, ok chưa? Lúc ở trên thì có Bọt, anh, Ubin, Ba Tu, Khánh Đá Bảo. Sau đó thì bọn em sẽ đến thì ở hiện trường không có hai người này nè. Celeb là một, với cả DNT là hai. Cưng quay trở lại. Bây giờ ví dụ em nói cái vụ kiện này, tức là hồi nãy có anh Katusik nè, anh Mã nè, Ba Tu, Khánh Đá Bào, anh Bọt, anh Huy mà em soi ra không có một ai đầu đỏ hết. Rồi, em biết ai rồi. Vậy là em soi hết rồi, không một ai đầu đỏ bây giờ. Em bắt đầu sợ có ám sát cho nên em nói nhanh nha, em nói nhanh nha, tức là những người còn lại là em chưa sao là chị Annie nè, rồi Celeb nè, đúng đi anh cây có anh Quyền nữa, anh Quyền đi chung với em cho nên em không có soi, em soi những người còn lại là anh Bọt, anh Ba Tu, anh Mã, anh Katusik, Khánh Đá Bào là không là đầu cắn hết. Rồi đi cây là cắn rồi thì đó thì đó là dự kiến của em. Rồi đủ thì là lộ Nguyên Hình, anh Ba lộ Nguyên Hình đang lộ đen cây cái gì con là có thể có cái gì nhỉ, phe thứ ba người ta có thể em nói là cái những người đó là em soi ra đầu trắng thôi, em chỉ nói cái dự kiện là em soi ra đầu trắng thôi. Rồi dự kiện của em nè, cái xác đầu tiên có mà... thể chị Annie, tại vì chị Annie đi từ hướng phòng má bấm nhầm chứ cổng cổng với em với anh Ba Tu đúng không? Ba Tu là lúc đầu đúng nhớ đi hướng cái xác hướng xuống rồi anh với em đi lên mới thấy đi lên là thấy xác mình quay ngược. Nhưng mà em có một cái thêm nữa là tại hồi nãy em tính nói với anh Huyền là những người đó là đầu trắng hết, nhưng mà anh Bọt với hồi nãy là trước đó trước cái xét đó em muốn em phóng cái soi bằng thành ra là đầu trắng, cho nên anh Bọt với những người đó là đầu trắng nha. Tức là anh em soi anh Bọt trước về những người đúng rồi, nhiều người chết đi anh đi mình chết quá, bây giờ mình gom lại mình dùng biện pháp loại trừ đi. Nhưng mà cái lúc sau điên cây đó, lúc mà em bảo sát á là có hai người đứng kế bên em mà. Là Ba Tu với Khánh Đá Bào mà. Là có soi luôn, không đầu trắng hết luôn anh, đầu trắng luôn. Là chỉ có điên cây thôi, bây giờ chỉ có điên cây không có mặt ở hiện trường thôi, bây giờ phải vô nó đi. Biết thằng lầu cãi. Phải lúc đấy đi với ai? Em không biết. Lúc đầu em đi xe lết xong đi mình. Rồi vậy là có thể là điên cây với CS luôn. Vất vả điên cây đấy. Tôi là vốt điên cây á. Phải giết luôn nè cãi. Đi chung với nó dí em không mà, em chạy. Anh Quyền nhớ dự kiện của em nha. Bây giờ tụi mình anh phải theo em á, anh phải kê giùm em một đi lên cây không có bằng em lộ rồi đó giết nó chứ bây giờ là hết người rồi. Độc bây giờ không quan sát này nè, không quan sát, ok đi em đi em không thể anh tiền cho anh đổ má thằng Khải kê thù quán cá nhân. Thì người ta chết hết rồi mà, người ta chết đầu trắng hết, chỉ có mày thằng Celeb nọ kiểu là chưa đầu đỏ mà chưa chết mà. Mà sao rồi em lại còn đi lẻ nữa? Celeb đi mà. Thì nhưng mà cái rau đó Khải giết hai người rồi còn gì? Thì bây giờ người ta lội em mà, người ta lội trừ mà, người ta lội trừ. Đi một mình mà, đi một mình người ta lội trừ được. Thì dí ba người mà. Cái vậy nãy tôi dí anh đi luôn rồi, tôi kêu anh đi dí hàng đàm luôn rồi, cay rồi. Thì mày không phản kháng chi?
mày phải phản kháng chứ. Em nghĩ đồng đội em không có muốn không tỉ xin lép. Bán em luôn bán. Đồ mẹ, đâu phải bán mày rồi, thì chắc chắn rồi, thằng ồn đó mà. Hồi nãy là ổ đi chung được 3 người, xanh 3 tách em cái, xin lép lộn em luôn. Đủ mẹ, bây giờ đi làm nhiệm vụ chứ, chứ bây giờ tao đi làm nhiệm vụ xong đấu để nên giết thằng Mã chứ. Tao phải chạy đi làm nhiệm vụ chứ. Thì em đâu biết đâu, thấy từ đầu đi chung lệnh ba em giết em, thấy anh ba đồng minh quá, đi chung lệnh ba chạy mất tiêu. Thằng đàm đen nhở, chứ bị bắn chuông, bị cắn chứ. À, đi gặp tiền cây xong rồi thấy có Andy ở đấy, tưởng là Andy người. Là cả hai con sói. À, để em tính bắn Bobby nhưng mà em sợ bắn hụt cái em dục quá nên không dám bắn. Này, mày đứng giữa đường này. Rồi, thì từ từ, bù lông lát nữa mình dùng biện pháp loại trừ thôi mà. Vậy là thằng lồn chưa lát luôn. Anh có biết gọi xe đâu, anh gọi không xe làm, đâu. Không có giết đâu, trời ơi sao mà tôi giết được anh em. Phá nó, thằng Mã nó đi chung với thằng Batu, sao tôi giết được, tôi giết lộ liễu quá là tôi bị lộ luôn. Tôi phải chờ chứ. Tôi rút kinh nghiệm mấy lần trước tôi làm ra đa ngu rồi. Má xui tôi gặp ngay chăn lồn cải là con vịt. Gì vậy? Tôi đi vô cái phòng ở ngay chỗ nhà vệ sinh. Tôi gặp thằng cải là con vịt. Tôi thấy anh Mã, với là anh Quyền đang đứng nói chuyện nhau về vụ giết gì đó. Đâu, nghe chữ giết một cái tôi phóng được chạy. Anh Quyền đứng hạ lộ còn sống tới cuối trời ơi. Vậy thì đừng chơi ra ra làm gì nữa. Rồi vậy xin lỗi nha. Vậy thì anh em bắt tôi chơi ra đi làm gì. Tự nhiên lộ ra thì bà phải sống tới cuối. Thì bà thành con thỏng mẹ nó luôn rồi. Mất chức năng con lên tới. Thì lúc mà tôi chạy tôi vừa la vậy á. Hai người này không la lên cái gì luôn. Không la lên. Đừng có dí điên hay gì hết. Mà dí luôn, dí tôi luôn. Vừa dí vừa tôi không kiểu vậy được. Xong rồi cái lúc sau dí không lại. Cái là kêu bỏ đi làm vụ. Trời ơi, đó là chuyện kiện của tôi nha, là tôi có càng khánh lại luôn. Tí thì mình vậy? Tính ra là tôi đi làm vụ bình thường luôn, chứ không làm. Không, mấy ông chung vào phòng vệ sinh nói chuyện, tôi suýt nữa cho vào chung Cúc rồi đó. Bây nè, nói chung là tôi chỉ có tin một anh Quyền thôi, tại vì cái role của tôi với anh Quyền nó rất là hợp với nhau đi. Đã ra khó chơi thiệt, đã ra khó chơi nha, đã ra anh Quyền game này khó lắm luôn. Anh Lộc già mà vô nhà vệ sinh hút thuốc nữa. Để em bảo anh à, không, mình chuẩn không? Bây giờ nó có chuẩn không? Để anh đi kể. Có chuẩn hả? Có chuẩn anh. Trời ơi, tôi có làm, bây giờ tôi vô. Em chỉ sợ là em soi ngay cái đầu của con Mùa Nông thôi. Em soi ngay cái đầu Mùa Nông thôi. Tại vì em thấy cái đầu ai cắn hết. Có chuyện giết một cái tôi chạy liền. Trời ơi, mót theo dữ kiện của Ba Tu đi chứ còn gì nữa. Đúng rồi, mình lại chờ hai người trong người xanh. Mà không, vẫn có đa đa mà mọi người. Cái vấn đề ra đâu đây? Không phải, kiểu như mấy ông á là muốn là có chức năng giết người là phải giết liền luôn. Là không bị bỏ lỡ, bỏ sót. Kiểu mấy ông nói là vậy á. Cái gì nữa vậy? Cái gì đa đa? Đúng rồi. Kiểu mà không giết người là đúng luôn. Tức là khó chịu á. Vót anh đã, tại vì anh đã dí thôi đúng không? Tức là vót bởi vì anh đã dí Ba Tu thôi đúng không? Tại vì phải đó tôi nghĩ là đêm đây tới phải như vậy là nó phải luôn. Thì có cái đó là dành cho mấy em bán độ. Chỉ có mày bán thôi, không ai bán hết xin em ơi. Hai đa đa rồi Ba Tu. Nếu mà đụng tới là nhảy dựng lên mặt cười. Kênh chat tụi nó thấy nhân cách mà anh em, kênh chat thấy nhân cách lắm. Thì mày mấy thằng kênh chat thấy nhân cách lắm, nó phải giết cười. Mày quên mất hả? Tôi bị vô dây ngỏng quen rồi. Sao? Tôi là Phật. Nói chung là hai người này chỉ mình đặt chút hỏi thôi. Không có tê thùng nha, tôi làm hai người này nào nha, nhưng mà mọi người nhớ dự kiện nữa nha, hai người này thích đi chung nhau đó. Hay là tình nhân ta? Có tình nhân đó. Tình nhân cũng tức là nói đúng rồi. Nhóm này có thấy thằng Mã không? Nó đứng kế bên tôi luôn, đúng một đám luôn, đáng lẽ pha đó là chạy lợi cắn rồi đó. Thằng nó chạy lợi cắn luôn, là một là được mày đổ cho được mấy con vịt khác, hai là sẽ lộ trước mặt luôn. Nhưng mà thằng Mã nó cũng không giết, tôi cũng đáng dám giết, nó kiểu vậy á. Nếu mình giết vậy thì một mình có khả năng là mình sẽ được bạn này mình sẽ lộ là mình là đa đa xong đấu chắc chắn 100% là mình lộ luôn, hoặc là mình sẽ được bạn này đẩy được cho một thằng nào đó khác là dịch hết tiền, tính tiền luôn, không thể nào mình thắng được trong cái rau đó luôn. Ơi đi ra để hơi thắng được tập celeb ui mã nữa, trời ơi cái gì vậy, thôi celeb ba thôi. Thôi mà thôi đừng sợ. Đừng sợ, sợ. Trời đừng. Tao
Kêu cái rô của em với anh Nguyễn gặp đi chung với nhau là cũng nó biết báo thù thôi. Anh Mã ơi ơi làm đúng kìa, trời ơi cái gì vậy? Chưa có xác chết này, là chưa dám cắn, chưa dám cắn, cho lên chưa có xác. Lục thấy không? Mã đang lục làm luôn, làm luôn. Làm luôn, làm luôn. Ba tù ơi, gì điên không? Chưa chắc nhớ mà khả năng là gì nữa. Bây giờ có xác đã, ấy là bây giờ có xác đã. Tụi nó có hiểu đâu mà hiện hỏi giải thích chi tốn em xin đi. Giải thích cho mấy anh em hiểu để mấy anh em coi game cho nó dễ. Tại vì nhiều anh em coi game anh em chưa chơi này đó nên là chưa hiểu. Nếu biết cái gì bắn chứ đi con mẹ mày, mày bố mày ở đây là đủ mày mà thách đấu ngỏng con mẹ đó rồi. Bố mày dịch ngu thôi chứ ngỏng thì bố mày chưa. Bây giờ anh em mình thiệt. Bây giờ anh em mình phải qua đó anh em mình chắc tại lỡ mà đụng mắt nó vô nó bớt tao chết mày bắn nha. Tao chết. Còn dạy bố tập điệp. Nó còn hỏi sao Da Da Ca giết DNK đi. Cảm ơn Tê Thuần nha. Có giết tao gan nè. Gì ba người vậy? Trong này, trong này, trong này. Da Da sao chết. Chết treo mà mạnh mồm vậy anh. Cây đi. Đỡ ác ôn. Sợ nó làm hai. Sợ làm hai mất cái rô của em. Làm hai sao được. Nè. Mất cái rô của em. Cưng nhớ nè, cưng. Anh đi. Rồi anh đi cút xuống. Trời ơi, con anh đi nữa gà. Ai vậy? Con anh đi nữa gà. Không, tức là cái xác này của ai? Ấy là cái xác này của ai rồi? Không biết, anh đi. Xác của anh đi à? Ủa sao? Chết say à? Nãy tôi thấy. Vậy là em đi không, ê, giữ cái dữ kiện cho đây Quy. Đó, đây là em đi không. Em đây nè. Hồi nãy là dí vô anh đi, nãy lục dí vô anh đi đúng không? Mà giờ anh đi bị xe cán chết. Thì bây giờ ra vốn đi là biết là ai chết ngay. Đi vô đi. Tôi bây giờ mình đi kiếm xác đã, còn không có xác gì ấy chứ. Không có xác của Bia, chỉ có một người chết thôi, đó chính là cái xác mà vừa bị tông nè. Em thấy anh đi. Vậy anh đi bị tông á. Anh đi bị tông. Với mã đâu rồi? Lục với mã có gì nào rồi? Hang Da Da xung đấu đang phối hợp như. Ở dưới. Lục với mã biến mất rồi. Tại mới lục. Bây giờ mình phải tách ra cho việc dễ chơi á mọi người. Mình phải tách ra đi. Dạy ba tu đó là phải đi chung đúng không? Dạy đi chung đi. Đúng. Từ nãy giờ đến nay đi chung. Nãy giờ đi chung. Bây giờ giết luôn anh. Giết luôn. Bây giờ mày chọn ai đi? Ai tới chém luôn. Đây. Kiểm tra mấy nhà vệ sinh. Thôi thì nó cái này. Ủa thằng Khánh đã vào là gì? Mà sao nó kêu giết? Thằng Khánh đã vào là gì? Giết luôn, ngửa tay rồi. Phải giết. Thanh bật. Không có đây, không có đây luôn. Tiền không sao? Tiền. Giết cổng. Đi chui vô. À, tình yêu à. Mãi với tướng cho mày. Mãi với tướng cho mày. Làm đi cánh. Giết một kìa. Đúng rồi, đúng người. Hay. Mãi với anh Tứ. Mãi với anh Tứ. À, cảnh sát trưởng. Làm rô thứ ba hoặc là dịch. Tại vì em giết người, giết mày không chết. Em là cảnh sát trưởng. Cảnh sát trưởng. Ủa? Em với anh Ba Tô, em là cảnh sát trưởng. Tại vì đi tìm cái pha mà có cái xe thứ hai chạy qua á. Cái xe thứ hai vừa chạy qua cái mà mày mã, xong mã chạy mã mới kêu là giết được một rồi giết nó để cảnh sát trưởng độ má mày giết người sao em mới cho Ba Tu chạy đi đúng không Ba Tu xong rồi cái ta cái xuống bót liền luôn Khánh là cảnh sát trưởng đúng tiếp tục Khánh với thằng Ba Tu dùm cái trời ơi tôi là vệ sĩ tôi bảo vệ thằng Ubin tôi hai anh em tôi đi chung vậy tôi nếu mà làm sao trời cái gì mà vệ sĩ anh Lục tức là anh Lục là the anh Lục anh mẹ là the VIP của anh Lục đúng không? Ờ đúng rồi. Thì là cái người được bảo vệ thì cũng có thể là rô thứ ba hoặc là việc cũng có. Bữa em làm rồi. Ubin nó là Canada, à nó là chim Da Da. Chim Da Da. Chim Da Da thì chết rồi. Ờ thì chim Da Da cho nên là chết. Chim Da Da. Bỏ tin Nhưng mà đi thằng này nó bao mới thằng ba tuổi. Bỏ tin ai á? Không. Em tên Quyền á. Ai da. Mà tại sao Ellie chết nè? Từ sao Ellie chết nè? Anh đi là bị xe cán anh, chị anh đi bị xe cán.
Anh đi bị xe cán. Cái độ má tấn ra như vậy thì sao giết được? Bây giờ là vậy là còn phe thứ ba. Đứng dây vậy được á hả? Tướng tổ có bảo vệ thằng Kim Bada chạy suốt luôn đủ là anh như tôi cút mẹ luôn rồi. Game này không như tôi cút rồi. Gì vệ sĩ nữa. Bây giờ ba tung là gì? Tôi giết mã cái là được mà mày là tứ tàu được mà mày giết là tôi là Kim Bada liền. Từ đầu tới cuối đi với Khánh không có vấn đề. Đúng rồi, đi với tôi. Anh đi không chết mà. Anh đi mà bây giờ anh là vấn đề gì? Khánh là chỉ có đồng bọn là không có cặp thôi. Bây giờ là bọn tôi đi theo cặp. Vậy Khánh là Khánh. Khánh kêu Khánh là cảnh sát trưởng hả? Đúng rồi, Khánh cảnh sát trưởng. Khánh bắn mã. Mã với anh Lục. Bọt, anh Lục. Anh Bọt kêu, anh Bọt lại nói anh Bọt là nhà thám hiểm. Bọt nhà thám hiểm. Ừ, ai là còn, nhà thám hiểm đâu? Ai? Ai dành? Còn anh Quyền thì là thầy đồng. Ai dám dành đâu? Đúng không? Đúng rồi, anh Quyền, thầy đồng đúng rồi. Anh là xe buýt cán không chết nữa. Hàng kia là nãy Bọt cứ đứng giữa đường hoài, đúng rồi. Anh bây giờ nè, Bọt thì có khả năng là lây dịch rồi. Ừ. Bây giờ nghi thằng Khánh đã bảo nè. Giờ còn ba người còn lại. Giờ còn ba người còn lại Khánh đã bảo nhận là cảnh sát trưởng. Bây giờ có một trường hợp, một là mình vote Katosik. Xong cái nếu mà win thì không sao, còn không win thì mình ra mình vote tiếp. Vote tiếp thêm một người nữa. Còn trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai là mình vote Batu. Xong cái mình chờ mình dô cho Khánh đã bảo bắn chết Katosik. Rồi. Cái dự kiện đó là một cái dự kiện em không thể hiểu được. Vấn đề là em với Khánh đi cặp từ đầu. Đúng rồi. Nhưng em với Khánh đi cặp từ đầu. Vin đi cặp từ đầu luôn. Và em với Khánh là người phát hiện ra được mã với lại Katosik và bắn. Bây giờ vốt lục. Thì giờ vốt lục xong cái chưa thắng thì là 1-2 đó. Không sao thua được. Không thua được. Còn một con dịch hoặc một con thứ ba. Mình chạy ra mình vốt vẫn kịp mà. Mình có 3 người mà. Đúng. Vô tôi đi, vô đi. Vậy là bây giờ vô lục trước. Nhưng mà khả năng còn 2 con vịt. Hai con vịt, bây giờ nếu mà chưa thắng nha, mình chạy ra mình rung chuông luôn. Em nói thiệt là em chinh tinh mỏ anh Quyền. Anh Mọc thì mình chạy ra mình rung chuông luôn. Mình loại cặp Ba Tu với Khánh tiếp. Em đi nấu tô phở gà đây mặt. Còn Ba Tu với Khánh sao mà từ đầu tới cuối em cũng hơi ấy. Hai con vịt đó. Trời ơi, đã nói là đi chung với Quyền với lại bé Như luôn mà bé Như không chết. Thì tưởng tượng đi. Ok bé ơi, làm tôi hỏi dài ra coi chim tiếp bé ơi. Không ai đi lấy lê gít với cái người mà có khả năng chơi dịch hay á. Lấy lê gít. Đây, ra rung chuông đi thầy. Con bí mật. Rung chuông. Ánh nghiệp chuột. Anh Quyền ơi. Cánh nhẹ chuột. Đừng rung chuông. Đừng rung chuông cho hai đứa mày đã mở kêu à. Đừng rung chuông. Không. Bây giờ nói là con vịt. Anh bây giờ nói là con vịt xong cái Katosik là con vịt mà Katosik giờ không chết giờ sao? Hai đứa giải thích đi. Bây giờ vậy nè, em đặt nghi vấn rồi diễn đi. Trong hai cặp của em với cục cưng thì chắc chắn sẽ có hai người nói xạo, đấy là một trong hai cặp có một người nói xạo thì cục cưng tin anh Quyền, tôi cũng tin Ba Tu, thì bây giờ tôi lại đặt ngược nghi vấn anh Ba Tu. Có khi anh Ba Tu là bồ nông, anh Ba Tu không nuốt để lấy thì mới kêu là lấy đi, tại vì bây giờ Khánh biết không, cái lúc mà tôi hỏi anh Quyền có bao nhiêu người chết, kiểu anh Quyền cũng trả lời đúng thật không, sự là đúng cái số người chết tôi đó. Tôi nghe luôn. Rồi, tôi có nghe cái đoạn mà lúc mà anh đi chết là anh Quyền nói là chỉ có đúng một người chết thôi, thì đúng anh đi đúng còn rồi. Còn nói thiệt nha, vậy là còn hai người. Hồi nãy em tính kêu mọi người để từ từ nghe cái dự kiện cuối cùng, Ba Tu mà kêu kẻ đeo bám đúng không? Bây giờ nếu mà Khánh với anh Bọt với anh Quyền mà tin tưởng nhau thì ba người đứng chung đi. Em đi xa xa ra xíu Ba Tu kiếm được ngay cái chỗ em đó. Kiếm được đúng cái chỗ em, tại vì đeo bám thì em kiếm em đúng không? Đúng. Thì ly gít, còn không ly gít. Mà bây giờ anh nghĩ là phải vote rồi đó. Đúng, cho em nói một cái dự kiện như vậy nha. Đó là em đang nghi ngờ. Bây giờ vote Khánh đi, tại vì nó có thể là nó em là cảnh sát trưởng. Biết đâu là em phát luôn cảnh sát trưởng thì sao? Đúng rồi. Tính ra giờ Khánh mới là người giết người, mà trong khi em là người đi la lên để báo.
thì Khánh là người giết đúng mã hay không á thì nè, không biết vậy, thì phải để tôi nói nếu nữa. Bây giờ bot á thì đó thấy chưa, thấy tụi đó tình bạn thân thiết chưa, anh Huy giờ đi chung mà không tin tưởng nhau giờ sao đó, em nói tại vì tự nhiên tôi bị dí ngược lại tôi phải mà có vấn đề chứ tôi lên biết cái đầu tiên á ở ngay cái chỗ bắn ba chiếc trứng thì anh Ba Tu á ảnh không có ảnh chạy qua cái nhiệm vụ đó, sau ảnh kêu là anh có nhiệm vụ bắn trứng mà chạy qua cái bức tượng. Xong rồi cái lúc ảnh đang làm á thì ảnh kêu là một trái, hai trái, ba trái thì ảnh nói cho tôi biết á là ảnh đang làm nhiệm vụ đó đúng không? Kiểu như anh lấy lòng tin tư là ờ tôi đang làm nhiệm vụ này nhớ nghe nha, đó thì tôi mới là xanh này trời kì. Trong tính ra tao làm với ai tao nói luôn á mày ơi. Không có, giờ mình vote bọt đi, thấy bọt im quá. Đúng rồi. Anh Huyền ơi, sao tự nhiên giờ? Trời ơi, nãy giờ là em lặng cho mọi người nói chuyện chứ. Bọt nó cục cưng tin hay gì? Bây giờ mình phải vote thằng Khánh trước, Khánh luôn, cho nó chết trước. Nó cảnh sát trưởng chưa chắc nó đã là cảnh sát trưởng, nó bắn chết mã nhiều khi nó là vịt. Không, em làm cảnh sát trưởng nên em mới giữ cái viên đạn nó dành cho mã tèm. Bây giờ nè, bây giờ quét vót một trong hai Ba Tu hoặc là Khánh thôi. Giết Khánh trước xong cái rồi mình dùng chuông mình giết tiếp. Bây giờ vậy đi. Mà tự nhiên giờ anh Huyền cứ giết người này người kia em sợ quá. Sao anh giết người này người kia vậy? Làm game nó. Ôi bây giờ phải giết chứ một bi. Không là mình nó bây giờ chịu rồi, anh giúp tôi gặp con dịch chịu. Từ đầu tới cuối anh với Khánh chưa từng có một sức mẻ. Bây giờ thì hai người chọt vô để phá hủy cái tình bạn của anh em tôi là sao? Em không có chọn, tôi em không có chọn luôn. Em không có chọn luôn. Vui, tụi tôi đã giúp mất nhiều người. Bây giờ vốn Khánh đi, anh nghĩ là Khánh đã nữa. Bây giờ em là cảnh sát chữ vậy là em hủy tình bạn của em với anh Ba Tu, em ba em bắn Ba Tu chết luôn một hay là hai anh em không không bắn giờ vốt luôn bọt bọt rất cục cưng nghe anh vốt Khánh trước nghe em xong cái rồi dùng chuông vốt Ba Tu mất tiêu rồi. Trời ơi! Dạ sao nữa? Khánh! Em là Ba Tu, em là cảnh sát trưởng Ba Tu là dịch đó. Chết rồi mọi người. Là sao cái này? Trời con bỏ hoa nữa kìa, con bỏ hoa nữa kìa. Bỏ ra dùng chuông đi. Ôi trời ơi, chết tôi rồi. Ai đủ mãi tới con cuối đéo ai còn nha. Ê! Nếu như thằng bọt gung chuông tên này mà giết thằng Khánh tới khúc cuối đéo ai còn gung chuông là đủ mới là cút với thằng Ba Tu. Là cút thằng Ba Tu luôn. Nè, tôi đứng đây nè, cảnh sát trưởng đâu? Được. Cảnh sát trưởng kìa. Dung chuông đi, cảnh sát kêu là. Anh Quyền là cái gì kìa? Rồi xong luôn, đủ mới xong luôn nha. Sờ ba. Em Ba Tu rồi. Đủ mới. Em đứng ở xa. Spam. Em đứng ở xa, em không spam được. Thì anh Ba Tu rồi. Em đau quá anh Quyền. Em đau quá. Tôi kêu là có khi là đi chung lấy lòng tin mà tôi kêu lấy lòng tin rồi mà. Ba Tu thì bán cút luôn rồi, Ba Tu lộ luôn, đi mà Ba Tu tự lộ luôn. Ba Tu luôn. Lên nhạc cho Ba Tu. Đúng không? Vậy là bây giờ là một lần là của bọn đúng không? Vậy là bốn đứa tụi mình vốt Ba Tu trước. Xong cái mà chưa thắng là lát nữa cục cưng vô. Vốt Khánh nha. Dạ. Ok được chưa? Cùng đường rồi anh Huyền ơi. Lên nhạc cho thằng em Ba Tu thôi. Một bi không nhỉ? Gì vậy? Một bi là gì? Rồi, vậy Ba Tu. Tôi không ngờ được. Tôi không ngờ cái tình bạn này kết thúc nhanh đến như vậy. Tôi Khánh định anh. Má tôi Khánh đã triệt hạ bao nhiêu con dịch. Nó cái thương thúc từ cái lúc mà chạy lại chỗ chuông xong cái em sợ bán có một rồi Ba Tu. Má đau gì hi quá Khánh ơi, anh đau quá Khánh. Spam sao không tắt cái mic đi nghe tí. Tôi em tính dùng cái miếng là tôi chứng minh. Hết thường cảnh giác là tụi ơi. Má tôi tính đâu rồi mới tụi đọc những người nữa. Không đó chứ. Ê con còn bỏ qua kìa. Anh làm bộ nông ở sao bỏ qua rồi. Anh đứng xe nhưng mà cái máu nghiệp vụ của anh, máu chó nghiệp vụ của anh vẫn còn. Anh đã chết sớm với anh sao? Trời ơi, anh hãy gặp ngay hàng cãi. Nó bộ nông. Anh ta đây em đoán chuẩn không? Chỉ có xe lép với Ellie là vịt rồi, em đoán rồi, đúng rồi, đúng rồi. Má, mà pha đó cũng cuối khó quá, mọi người còn nhiều cái rung chuông quá nên là cũng chịu rồi. Còn, em còn cái rung chuông nữa. Ừ, còn không hiểu sao cuối mà anh Quyền còn hỏi cái kia. Mày để nè, mới nãy là tên đó là anh Quyền gung rồi đúng không? Tên sao tới anh Bọt gung rồi là đang giết anh Khánh Lương rồi, mày để đó mày giết con Bobby nữa là xong mẹ nó rồi. Em sợ bám sợ bay dữ. Sao được anh không? Cái rung chuông là không nhanh bằng. Con đau hơn, con đau lâu hơn á. Nó nhanh hơn một nó nhanh hơn một giây. Dạ chịu rồi, chết đi rồi. Em 20 như cái đó 19.
giúp chung là chung một giây nè, chung là nhanh lắm. Ba tu nó giết Ellie là sai rồi, để Ellie phá đông nuốt lại. Không phải đó mà nuốt đó, nuốt một bi thì là Khánh nó bắn. Trời ơi bạn đi bạn bị xe cán chết em lục ơi. Khánh thì mình vẫn dùng chui thôi. Trời ơi Celeb, em đang kiếm Celeb để em đi giết hai, chứ toàn hai ba người. Ba mà Celeb nó bị mất tích đâu luôn, nó không biết luôn. Kiếm cả mát không thấy con Celeb đâu. Thằng Nam kìa, thằng Nam đi đi với em. Anh Huy là em quên, anh Huy là thằng Đồng. Trời ơi cho chùm chặt khớp chơi với đó, chùm chặt khớp chết ba nhau liên tục rồi. Đúng rồi. Em thấy anh không có tay em đâu. Để đẻ vào lại tao ơi. Anh lúc thấy thấy một bi luôn thì hơi sợ nha. Sợ nha. Trời ơi, sợ chứ. Tay mày ta anh nghĩ là tay mày. Đây em bị đối phòng rồi. Sợ chứ. Ok tớ. Má em đi với con bồ nông. Má tao đi với anh hoài, đi với mày tao không giết mày, tao tốt với mày vậy. Anh giết em sớm không rồi, em giết em sớm là sẵn sàng ba, sẵn sàng ba. Tứ đang vô lại, tứ tòi đang vô lại. Tại anh để mày giết mấy con dịch. Ừ, cái đúng còn dịch tự chết luôn. Anh đi chị tự chết. Mẹ cái phút giây phút anh đi tự chết rồi tao bó tay rồi. Anh đi phải giết thêm được. Còn Celeb nó lại phải giết hai, chứ giết một giờ lộ à. Kiểu gì cũng lộ à. Ui, 3 game ngày hôm nay, 2 game dịch, 1 game bồ nông rồi đó. Giờ chơi xong game này hỏi đi server xong chưa vô anh em mình xào dưa xíu rồi. 5 giờ mới xong anh ba, 5 giờ. 5 giờ sáng mới đổi server. Ba, anh muốn người hiểu ha anh Quyền ha. Đi chung là im re không nói gì anh. Họ nói gì cũng không trả lời hết á, im re cho nên hồi nãy mới kêu sợ tròn mắt. Tâm mày buồn ngủ hay sao, tâm mày im ru sợ đi. Anh tâm mày cứ đứng giữa đường, cứ ai cũng im. Ừ, đứng giữa đường mà im sợ luôn á. Cảm ơn thường nghe. Nghe nói không? Vậy mới có chuyện để nói chứ. Nghe, chụp chặt khớp ơi. Anh đang chỉnh mic á, xong anh đi nó lại hỏi anh. Nhầm 15 pro max. Anh là dân phòng, em cũng là dân phòng. Sao mà máu lạnh quá vậy? Ai nó đỡ tiếng đồ cái kìa. Ai đỡ tứ vậy? Để em gọi cho Châu à. Vô mọi người ơi. Vô anh okay ơi. Ok rồi, vô đi. Vô. Quá. Vậy hai người này đứng im vậy? Đứng im là nguy hiểm lắm nha, đứng im là nguy hiểm nha. Thằng Batu là gì? Đi ra chỗ khác nha. Anh được á, em có thể nhìn thấy anh từ khoảng cách rất xa. Độ mới dịch ám sát à. Ôi ơi, năng lực da, siêu năng lực da. Cùng á, chứ cơm luôn anh, siêu lực dễ dí em dễ chết đó anh. Là sao nữa. Yes. Anh ba dịch. Ê, cái gì? Anh ba dịch. Không. Dịch. Anh ba không phải dịch, đi xa tao ra. Anh ba dịch. Mày là cái gì? Ê, anh ba đi xa em ra. Mày mới là người đi xa tao á. Sao mày không làm nhiệm vụ đi? Ủa, không làm nhiệm vụ mà xe. Ai da. Đi gịt anh Tam ơi. Sao đi thẳng xuống đây dữ vậy ta? Có đi gịt không vậy ta? Hay là đi chờ người, đáng chờ người đúng không? Chờ đúng không? Đi sửa. Có sửa không? Trời ơi, chờ này em khỏi anh Tam luôn rồi, việc gì phải chờ ai? Ừ. Tin tưởng nha. Có tin được không ta?
Mẹ mà bây giờ cuộc sống này đéo tin ai anh em à. Đừng quá mày sao lần này ngộ với tao, sao có mình tôi nhờ. Kiểu cảm giác có mình tôi luôn á. Mẹ mày thế giới không nói thốt à. Anh ba dịch đi làm nhiệm vụ. Ai, 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 ai. Trời ơi, nó phải trả giá, nó phải trả giá. Hay quá, hay quá, hay quá, trời ơi. Trời ơi, nó nuốt 400 người luôn mà. Rồi, mình nói cái người giết đi nè. Hay là mình tha nhờ người ta cứu mình đó. Đùng 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 đùng. Người ta tha mình vô củi á. Sao là sao? Không tha, không tha, không tha, không tha, không tha được, không tha được. Tha là đội đi đúng người khác là tôi. Tại vậy. Sói, sói cắn bồ nông tôi vậy. Ấy là biết cái này chắc là bồ nông nuốt xong rồi sói cắn đúng không? Nhưng mà cái lùn quá. Tao cắn cái mà nó phọt ra 4-5 lần luôn. Sợ quá. Rồi. Tốt thôi. Quả báo dần cắn. Là vốt vốt anh lục hả? Anh lục đúng không? Ở dưới anh đi. Mọi người, có thêm cái dữ kiện mọi người là cái lúc đó là ở bên dưới đang sửa cái gì ở bên dưới là chạy xuống tôi thấy có một mình Hằng Đàm đứng ngay cạnh đó luôn, Hằng Đàm không sửa, Hằng Đàm chạy qua bên tôi định cắn tôi. Em sửa một mình bị giết, đây là em đợi mọi người xuống sửa. Ê khoan, từ từ, khoan. Còn một dữ kiện nữa. Lúc mà ở trong bụng của ông Khánh á, ai là người kêu giết đi vậy? Ai? Đâu? Anh. Em bảo là coi nói giết đâu. Khánh đi. Ừ, à, kêu là ai tưởng giết đâu là con đi dịch mà. Tưởng đâu là con dịch trong đó thấy đồng đội mình đằng trước. Hằng Đàm nghe, khả năng cao Hằng Đàm nghe mọi người. À, tính ra nục cũng cái làng này luôn á chứ. Vậy ta đi quá nha. Có nên đi kè Hằng Đàm không ta? Mày là gì? Gì? Đừng có lại cái gì vậy? Xuống cống vậy chứ. Đừng có lại cái gì lên dưới xuống cống. Thằng lồn này đổ má bình thường nó đổ rất là đa nó chạy vòng vòng. Ảnh vậy, ảnh vậy. là sao? Tao đi làm nhiệm vụ. Ơ, tao đi làm nhiệm vụ dưới là sao? Con quyền rồi. Có gì? Sao? Con quyền rồi sao? Có gì? Anh ba là dịch nha, anh ba là. Ủa, tao dịch tao cạp đầu mày rồi. Mày nói nữa, mày dí tao là vì tao bắn. Tao là dịch tao cạp đầu mày rồi đó. Bắn, 6-1-1-1, ra đấy, 1-1. Lại một. Vô, một. Một một, đủ, một một thì thua. Nó lại một một đó. Mày ngó cái con cạc đủ mà tao thấy mày đó thằng lồn. Mày vô đây, mày bước vô đây. Nhìn là biết giả bộ làm nhiệm vụ á. Giả bộ làm nhiệm vụ, đổ má tao mà giả bộ làm nhiệm vụ tao ra tao cắn chích mẹ mày ơi, cái thằng lồn. Chắc cắn được, vô đây. Không cắn được. Đổ má giả bộ dụ mình xuống, giả bộ dụ mình xuống, đổ má giả bộ dụ mình xuống. Nó dụ mình. Á tôi đi Hằng Đàm quá à. Cảm giác là Hằng Đàm nha. Ai ra người nói tiếng chết rồi. Ai cha. Rồi. Ba dịch nha. Cái gì? Ê, ơi, có thấy gì trên đầu tôi không? Cái chuyện đó đã xảy ra nhưng mà đủ mất, tôi không hiểu lý do tại sao. Thấy. Ba tu, cứu với. Cứu gì? Hai cái ba gan đúng không? Ờ, chê thấy gì đó mọi người? Ba tu chắc là được bạn mày riêu rồi, ba tu riêu rồi, nó nhìn thấy người nổi tiếng chết. Ba tu riêu, anh đi riêu, mã riêu.
Ba Tu, Ami, Mã, thằng lồn xin lép đi mẹ mày thằng lồn nữa chứ. Cái đó là cái gì vậy? Gì? Đó là cái tai của tôi chứ cái gì? Anh Trung đi lẻ nha, anh Trung đi lẻ của mình bây giờ nha. Anh Trung đi làm nhiệm vụ ơ, là sao? Anh Trung đi làm nhiệm vụ chứ. Giờ đi cái tự nhiên cắn ai anh Trung? hai cha đi nha. Xong lồn đủ mẹ. Trời ơi, tính ra em cũng kêu là ủa chứ sao phải la lên đó. Em cũng phải nói ủa chứ sao phải la lên hả đó. Là sao? Vụ gì? Phải là bị trừ hơi bị nhiều loyalty nha. Ê, thằng Ba Tu nó núp núp ở đây làm gì vậy? Thằng Ba Tu đứng núp núp đây làm gì vậy? Rồi. Alo alo, báo cáo có xác bên công viên, xác chết bên công viên. Chết bên công viên hả? Hướng đó nghe là rõ hướng lời. Từ anh ba nha, hướng đó là hướng cái anh ba. Cái con mẹ nhà đúng mày bố đúng. Mày từ đủ cái bụng game chạy lên đủ có gặp mày với lại thằng thằng này biết mẹ. Em. Đúng rồi, gặp em đó anh ba. Tôi là người chứng kiến cái cảnh đó là anh ba đang làm nhiệm vụ ở bên gọi là bên công viên. Là anh ba cắn xong anh ba chạy. Tính ra cái tao trước là bố mày đủ làm vừa công viên xong bố mày chạy theo mày đó mày không chết. Có mày đứng một mình đó thằng lồn. Ủa thì gọi là chạy rồi lấy gì anh ba giết được. Mùi nói tôi tiếng luôn mùi nào, tôi cũng giữ khoảng cách với anh. Tôi lúc nào cũng ba... giữ khoảng cách với anh hết. Anh ba hết văn rồi. Anh ba hết văn rồi. Điệp mẹ mày đéo phải tao giết. Tắt văn đi. Bắt tắt văn đi. Mẹ mày tao còn nhìn thấy điệp mày người nổi tiếng chết. Tao nhìn thấy người nổi tiếng chết. Người nói không thấy ba nói đi. Thì cái pha mà người nổi tiếng chết đúng không? Tính ra em tưởng anh Quyền tin rồi thì em không nói. Thì cái anh Quyền kêu là chờ không nghe em nói anh Quyền người đi là sao? Rồi. Phe thứ ba hoặc là Quyền đó. Sao? Tôi là tôi tin anh đi với lại Mã nè, tại vì anh đi với Mã lúc đó là đứng chậm là ngay đang chỗ cục điện rồi xong hỏi là gì cơ thấy gì không thấy gì không. Ủa? Phải la lên hả? Em nói là ủa phải la lên hả? Em mới hỏi là giữ điện thoại là Ba Tu với cục cưng là lên gì ta? Thì em mới chạy em mới hỏi là ủa phải la lên hả? Cái tự nhiên cái anh Quyền không tin em nữa. Dữ kiện của em là ban đầu là anh ba kêu em hỏi em là lon john gì xong anh ba chui xuống cống dụ em xuống nhưng mà em không xuống. Em nghĩ khả năng cao còn thằng lồn còn có một chi tiết nữa lấy anh thấy mà. Nãy anh thấy mà anh chưa kịp nói này, nãy đi ăn cây úp mặt vào tường xong cái không thấy đi ăn cây đâu. Tàng hình. Rồi cái gì nữa? Cái gì nữa? Đúng cái thấy nó đi theo rình mì hoài luôn. Được. Không, mà đi ăn cây cũng theo không chuyện để biết có phải ai chết á. Mà đi chạy như trước đó không biết ai chết. Đúng rồi, vừa rồi kiểu nghe lỏm tôi với lại Mã nói chuyện cái xong rồi. Tôi nói là tôi biết người đầu tiên chết rồi, tôi ra tôi chọc hai người. Rồi người đầu tiên chết từ đâu nào? Đúng rồi đó. Mới đây nè. Rồi, mới hả? Rồi. Là mới chết, lâu chết chưa? Chết từ trước đó rồi, chết từ đó trước đó rồi, sai rồi. Là sao? Sao này chết xong rồi cung không có, chết từ đâu trước đó rồi. Ơ kìa, anh bị ngáo à? Nhưng mà mọi người không hỏi muội mà muội là cái người mà gọi là đi lẻ một mình này, rồi xong tìm thấy xác mọi người không nghi ngờ, mọi người không hỏi gì hết đi. Đi xin ép Dada nha anh em. Tôi làm nhiệm vụ phòng trường hợp á, chạy xuống thấy cái xác. Peotem là Canada, anh muội cắn Canada. Cũng có thể là Peotem là Canada rồi anh. Đúng rồi, có khả năng đó nha. Mọi người, anh Bọt là người nổi tiếng rồi đó. Cái xác người nổi tiếng chết là của anh Bọt á. À thế Canada gì nữa? Anh muội kêu là cái xác này chỗ công viên thì anh muội kiếm cái xác thì cái xác. Bây giờ anh ca tôi xác lập đi. Khánh là bộ nông, Ổi Quỳnh là chết đầu tiên rồi. Anh người đầu tiên chết anh Bọt thì là anh Bọt người nổi tiếng chứ sao Canada đúng rồi, nữa. Đúng rồi. Hợp lý. Vậy là anh muội là phải hút A. Không anh muội dịch, anh muội tự cắn xong rồi tự bóp. Đúng rồi, khả năng cao nha. Bọt chết lâu rồi mà, anh Bọt chết lâu rồi sao mà tự cắn mà Quỳnh Bọt được. Thì anh muội đi kiếm người không thấy, muội quay lại muội bóp đó. Nhưng mà nãy giờ không thấy thằng Đàm đó. Em đi làm nhiệm vụ. Bỏ qua đi. Không, mà mọi người cũng để ý cái diễn kiện lúc cái tên đầu của tôi nghe là Hàng Đàm đi xuống dưới nhưng mà không làm nhiệm vụ. Đúng, em thấy Hàng Đàm chui dưới cống á anh bạn. Để ý đó. Đàm có im im anh ơi, em hỏi mà không trả lời không, có im im không à. Em mới thấy Hàng Đàm dưới cống á. Ủa dạ, ai dí thôi dạ, anh muội không vote kìa anh em mà anh muội không vote nha. Muội phe thứ ba à. Có không có không, nhiều khi anh không muốn vote á, nhiều khi anh không muốn vote á.
yếu đi. Không có mà yếu quá nha. Cảm giác không có mà nó yếu yếu kiểu gì nha. Không có đâu. Cái ngay suy em à. Khánh lớp min à, Khánh lớp min dẹt à. Đi con mẹ mày, thằng lồn Khánh Lưỡng nó vô được mà nhà tắm nó viết chữ Khánh lớp min dẹt anh em à. Tôi thấy anh rồi. Ơi, đừng có mà lừa. Lấy em ta. Ơi, thằng Đàm. Thằng Đàm không làm gì hết mọi người ơi. Em làm xong luôn. Rồi. Tắm xế chiều. Làm cái gì xong? Làm nhiệm vụ gì xong? Má tôi nghi thằng Đàm quá, chắc tôi ghé xin thằng Đàm để tôi báo thù quá anh em. Tôi phải đi ở tôi. Ủa em tưởng là kit cộng monster. Thôi mà không xong được. Không. Cắn tôi. Mày đừng có nhé chứ. Cô ta đòi cắn tôi. Anh ba không anh có nổi hồi nào hết. Làm vụ đỏ kìa. Anh ba làm vụ đỏ. Đỏ đỏ bụng nội mày. Đủ mấy nhiệm vụ của người ta đàng hoàng đây kêu đỏ. Anh ba làm vụ đỏ nha. Mày đã từng làm vụ đây chưa? Đúng rồi. Đó. Ủa? Hả? Ủa? Trời thắng nhờ nhiệm vụ. Vãi cả trời ơi. Trời ơi. Chạy quá à. Anh Bình Tùng ơi. Anh Bình Tùng em nói nè. Cái chuẩn bị mà có người rung chuông là anh chết rồi đó. Em biết cái role của anh rồi đó. Là Ủa là sao xong vậy? Ủa là sao xong vậy mọi người? Là do là không do anh. Trời ơi mọi người sao quá. Trời ơi, cái đao này mà người đi 3-4 người luôn, 4-5 người luôn, không có giết được, 3-4-5 người sao, luôn. Sao tự nhiên Xuyên làm nhiệm vụ độc sức vậy? Trời ơi, tự nhiên mình mới làm. Nè, anh Ba Dịch làm nhiệm vụ từ đầu tới cuối, một mình anh Ba Dịch làm mười mấy cái nhiệm vụ. Anh làm 20 cái luôn á. Sao anh người em, anh em mà. Má, em có làm nhiệm vụ mà. Ủa sao bắt hai người kìa, bắt hai người kìa anh em. Tôi nói tôi liền gửi sao bọt với nhớ xung quanh em có 3-4 người không, sao em dám giết được, sao em giết được? Bây giờ em chỉ có lấy, em chỉ nhớ thông tin của từng người để em đi ám sát thôi chứ sao mà em giết người ta được. Ừ, đứng chung quá trời người đúng rồi. Xong rồi cái em tính giết sao ai gì anh anh Lục giết nhầm của vua nông tao xì là không nó từ mình nói anh nữa luôn nói ra bốn ăn hàng luôn ra tao nó sập lại tao tao sợ quá. Tính ra có mình làm nhiệm vụ luôn á. Rồi ra 45 thằng. Cả có bồ lông ghê trời ơi. Cả đúng có bồ lông nước 5 người luôn. Ủa thằng ổ nghỉ luôn hả? Thằng ổ với thằng bọt nghỉ hả? Em không biết nữa. Em không biết nữa. Ờ. Vậy thôi vô đi. Vô luôn mọi người. Em bấm vô không được ta? Chưa có, vậy là có một người chưa rồi. Rồi. Lại đi. Ủa, lại đi hết rồi. Hay là em giúp mày giúp select nhỉ? Trời ơi, 14 người này là 14 người này là mấy vịt ta? Chắc 3 vịt hơn. Vẫn 3 vịt, bắt đi. 3 vịt, vẫn 3 vịt. Vậy khó chơi nha. Ủa là mình vô chơi, mình vô luôn hả? Chưa. Sao anh Huy không lộ roi cho em vậy anh Huy? Anh Quyền tự nhiên đang hai bạn đi chung với nhau cái anh Quyền okay, kỹ quá vậy. Anh Quyền kỹ dữ vậy sao vì không lộ roi chen vậy? Rồi vô anh em. Vô nha. Trời nguyên con chim ta đa chùm chặt khớp. Cái lòng má. À cha. Everybody know me. Yes sir. Cái gì everybody know me? Mà đâu. Hả? Thôi đủ. Thôi đủ. Anh đi làm nhiệm vụ đi, em cover. Ghê vậy, cover nhau ghê vậy. Quang quang. Ai vậy? Lại làm nhiệm vụ mình không sợ bị cắn à? Vậy trời ơi anh đi làm nhiệm vụ nãy một mình anh làm 10 cái nhiệm vụ mà
Ai cắn anh là người đó đó, ai cắn anh là người đó đó. Ai cắn tôi là người đó đó. Everybody know me, everybody know me. A ba nói gì vậy, a ba? Ai cắn tôi là người đó. Rồi rồi rồi, ai cũng nhận làm Canada, em cũng là Canada nè. Đi kiếm, đi kiếm, đi kiếm, đi kiếm. Có người chết, có người chết anh ba ơi, có người chết. Có người chết à? Kiếm, đi kiếm, đi kiếm, đi kiếm. Ai ạ, ai ạ, ai ạ? Kiếm liền, kiếm liền, kiếm liền, kiếm liền, kiếm liền, kiếm liền, kiếm liền. Kiếm đi làm sao mọi người làm chết nhiệm vụ vậy? Phải vừa làm vừa kiếm, phải vừa làm vừa kiếm chứ. Ê, ừ, nhỏ sao là sao mình xong thử. Cô vợ anh, cô vợ anh, cô vợ anh, cô vợ anh, cô vợ anh làm nhiệm vụ cắt. Cô vợ anh cắt. Từ từ kiếm, từ từ kiếm. Phải cô vợ á. Ai mà chơi hay quá. Trời, đi 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 kiếm đi, đi kiếm anh em ơi, đi kiếm anh em. Một người, một người, một người, một người. Nhanh bụi nhỏ. Ba ra ra hỏi sao anh ba làm nhiều nhiệm vụ quá vậy? Trời ơi, mới nãy tính ra mới nãy tôi nè, tôi và ra là tôi làm xong nãy giờ rồi đó. Ra ra có 3 nhiệm vụ chứ nhiêu. Là tôi xong nãy giờ rồi đó. Từ từ đi, chắc phải đi 2 người, 3 người thôi đúng không? Mới nãy anh em không thấy là từ 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 đợi 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 chung đợi chung đợi chung. Chung nhiệm vụ là nhiệm vụ gì anh chung? Sửa gắn dây điện này nọ. Đúng rồi, đúng rồi. Ừ, nè anh ba để ý nha, em nãy giờ em chạy bảo kê nhưng mà ông phải ngông ông vào ông không làm gì ông cứ đi bám em, ra bám em này đồng nhá. Em này đồng không làm gì hết, thằng Khánh nó không làm gì luôn, không làm gì hết rồi tăng gỗ không à, mới nói về điện, mới nói về điện, mới nói về điện. Ây da, điện mạng mày nãy giờ làm không xong vậy là điện mạng mày có khi nào được không, mày con Dada bị giết không ta? Có khi nào con Dada nó bị giết không anh em nhờ? Ôi! Ôi ôi ôi! Là sao? Ba. Là sao? What the fuck? Sao chết hai? Được chưa? What? Ôi, xe lên vào xỉ chết luôn. Nè anh em ơi có tôi đồng về A3 cầm lạm tôi luôn, A3 cầm lạm tôi luôn là hai con vịt là hai người kiểu hai cái xác chết ngay lập tức ở đấy luôn, là không hiểu đó như nào. À, hai cái xác chết hả? Má bị cầm lạm hai cái xác chết rồi, xong rồi A3 report luôn. Bị cầm lạm là lộ lộ cơm rồi, không thắng được rồi. Anh ba report, anh ba report có muốn nói gì không? Không không, để tôi nói trước khi tôi, anh ba với anh Ni chạy từ đường lớn vô trường học là lúc đó anh Quyền chạy tới đúng không? Là anh Quyền báo xác đúng không? Thì tôi bật cái bảng tab của tôi lên thì tôi tới một xác. Thì tôi vừa chạy tới cái trong cái khu trường học ngay cái chỗ mà vẽ tranh á, thì tôi bật tab lại tôi thấy hai xác nữa. Vậy tức là giết hai xác, ở đằng sau tôi là có anh ba, anh Ni, Tứ Slow. Anh Quyền đi trước tôi rồi là không phải anh Quyền chạy lại. Ở cái chỗ tôi với lại anh ba này, anh ba tìm thấy xác đúng không? Là hai xác chết cùng một lúc luôn. Là vậy. Được tìm thấy mau xì và không biết là ai nữa đó. Vậy là cái hai cái xác mà của màu đỏ. Màu hồng là mãi chết đúng không? Vậy là mau xì, Batu, Celeb, Catoxic là bị giết sau khi mà anh Quyền chạy kêu tôi chạy từ trường học lên, là nó chỉ có trong khoảng 5 giây thôi. Vậy là những người phía sau tôi là những người giết. Vậy có anh Ni, anh ba với một người nữa. Giết ba người này. Thế có thể là có con vịt gọi là giết từ xa nha. Sao thôi đi anh đi ơi, em đừng có dẫn dụ nữa anh đi. Để để anh muội. Anh muội nãy giờ đâu, em đi nãy giờ là có người nha, em bảo kê cho người chị hết nha. Chị anh đi nghi ai, chị anh đi nghi ai. Mà sao chết hai người ta? Không biết nữa, tại vì lúc đấy vừa đi bốn cái phụt cái hết. Bay màu mất hai con. Sao mọi người không để cho người báo nói, báo người. Anh ba, ba nói đi ba. Nếu mà anh ba vậy đây ba anh kia bị gì thì câm lặng hay là bị hư mic. Nếu anh ba bị câm lặng thì không, ba bót em anh xem ba chắc. Chắc không được nha, bót em xem thôi. Không bót cái gì ba. Không bót luôn. Ngu gì bót, ngu gì bót. Câm lặng à? Ngu gì bót. Hỏi anh nếu. Nếu như mà anh ba bị câm lặng thì ngu gì bót. Mà anh ba không ba. Vậy là anh ba giả bộ. Ê giả bộ nha, giả bộ nha. Ê anh em ơi, khéo là anh ba giết xong rồi, anh ba kiểu gọi là giết phải Canada là gì á, giả vờ đúng không? Giả vờ đúng không? Nè, tôi giả vờ. Trời ơi, nãy giờ mình đi bảo kê anh ba như đúng rồi anh em ơi.
Nhưng mà lúc đầu em thấy anh ba làm nhiệm vụ ở chỗ bên dưới, tức là làm nhiệm vụ. Xong rồi em gặp anh ba, xong rồi kiểu mà nếu mà anh ba là sói thì anh ba đã giết em. Thì rồi. Mẹ ai mượn nó vậy ta, đủ má nó lăn chăn dữ ta. Anh ba làm nhiệm vụ. Cái con này nó lăn chăn dữ trời. Chăm chỉ luôn á. Kiểu như anh ba giống Đa Đa. Đa Đa xong đóng. anh làm nhiệm vụ nhiều vậy thấy có cái vương miện đúng rồi, ba có vương miện trên đầu là anh ba làm nhiệm vụ nhiều á, mấy năm trước vậy á, để ý rồi. Nhưng mà bây giờ rồi, mà rồi, còn ba còn đấy ba làm nhiệm vụ phải bó tức là anh ba bị cấm lặng có thể là vịt được. Ừ vậy anh ba có thể không phải là vịt đúng rồi sao. Đi con mẹ, mày ở đâu ra nhờ? Dân ở đâu á nhờ? Ai vote ai ba vậy? Vậy ai vote chị ai vote tôi vậy? Ông đã ra cút rồi. Vậy đã cũng kiếm cái xác rồi im tiếp là bú mặt cười. Đi nghe con ăn đi. Đi nghe con ăn đi. Nè, giết anh đi. Đâu rồi? Giết anh đi nè. Giết anh đi. Liệu quá, người là Canada. Người Canada. Quy vừa rồi Canada. Xác đâu, đủ má mày xác đâu, xác tôi đâu. Ê quay. Đây. Nè, cảnh đi. Anh đi anh cay ơi, anh diễn đi anh. Diễn đi anh đi anh cay. Ủa chính ra vừa gặp anh Quyền với ai ba vịt mà sao đi rồi? Là sao anh là sao? Cái này là đi. Sao? Cái này là sao? Là sao? Là ba chúng tôi đi chung thì thấy anh Quyền chết ngay trước mặt chúng tôi luôn. Đúng rồi. Anh Quyền là ai giết Quyền? Rồi. Ờ, anh chứ ai? Tôi giết đó. Làm giết chứ. Cái đó thì anh cây. Anh giết, anh đi anh cây á. Anh đi anh cây một là bồn nông hai dịch mà. Anh ngồi ơi, cúng em ngồi ơi. Rồi. Rồi bắt tờ nào qua cho anh ngồi luôn rồi. Hình như là bồn nông hay sao ấy, tại vì lúc đấy... Bồn nông, nuốt anh Quỳ. Không có thấy xác, báo luôn. Ờ, không có đúng thấy xác. Thì nuốt luôn thôi. Anh ngồi ơi, đừng đi dặn anh ngồi. Đi anh cây nó đi với anh nãy giờ mà. Nó đang lau cúng xe xong rồi. Có, đến đây là làm anh Quyền mà. Đâu, ngay cái chỗ đó luôn anh mũi. Ngay chỗ đó trời luôn á. Nói là... Mình đứng như em đó. Điền cây nó đang lao cái xe, xong thầy Quyền chạy ngang. Xong anh chạy xuống, ai bị bọt sát thầy Quyền rồi. Anh không thấy nó giết nha. Vậy là nhanh quá thì chắc... Canada. Điền cây giết đó, tại vì thầy Quyền có lộ đôn lúc đầu rồi. Thầy Quyền là Canada. Điền cây, điền cây. Có ám sát rồi thầy Quyền lộ đôn sốt á. Không, không. Cái gì vậy? Có. Mà biết được có ám sát hay không? Ừ. Không, nhưng mà trước mặt biến, anh Quyền biến mất trước mặt ba đứa tôi. Đúng mà. Rồi, anh Quyền vừa chạy tới cái người mất tiêu xong anh Quyền bị rô luôn. Sao rồi, biết là ai rồi đó? Tôi đang đi, nó tự đi bỏ, tôi không biết gì hết. Sao anh ba việc im lặng nữa kìa? Không. Ủa, vậy là chị thằng Đàm là cao thủ hả? Xong giết rồi đi đầu hay đạp chết. Tôi chạy hẳn ra, nó chung. Tự báo tôi không biết gì đâu. Không, ui, tôi đi chung với tôi. Nhưng mà anh Quyền, cái này em ơi, nhiều người chết quá rồi. Vậy nè, anh Tứ. Và anh Quyền lộ rôn ra là trước đó rồi. Là anh Quyền là Canada đúng không? Thì bây giờ là đúng. Cái dự kiện duy nhất là kiểu người nào vote là chính là người kẻ giết đó. Điên cây đó.
Rồi. Không, có hai trường hợp của điên cây đuốc anh Quyền xong rồi báo sát hai lần. Hai ơi e thấy trên dĩa. Sao mà báo sát người bảo vệ em bị nốt được à? Tốt nghiệp nốt. Ai nói thằng nào nói, thằng nào nói đi. Bộ nông nuốt là báo sát. Thằng nào nói khùng nó đi. Nhưng mà hồi nãy trước đó anh Quyền là sao là sao đang nói là lý luận kiểu gì mà tôi là cao thủ cơ? Thì chị vừa chạy thấy anh Quyền chị giết. Chiếc cao thủ đúng không, là anh Điên ngay vừa đạp ngang là cái trường hợp thứ hai. Trường hợp đầu tiên người ta đâu có xác ở đấy đâu mà là giết. Ví dụ giết là sẽ thấy xác, nhưng mà anh cao Quyền là biến ngay cao biến thủ mất ngay trước mặt không, cái biến mất ngay trước, trước mặt tụi mình mà. Không, do tính ra là không, em nghĩ chị Hần chắc không phải Việt đâu, tại vì mà trong khi là trường hợp đầu tiên là tôi đi chợ cục cưng với cả Quyền Bà Rồ với cả Khánh Lư đi với đúng nhau rồi, sau thấy có thấy xác chết và thầy Quyền Bà Rồ cũng chắc em là em với chị Hằng chịu đứng cho mọi người sao luôn mà. Em nghĩ đâu có ai đồng đi hai người đó im quá kìa. Đâu nãy giờ em không nói câu nào luôn mà tại vì em không có đứng ở cái em không biết gì hết. Nhưng mà chắc anh biết thì sao vô Canada em nghĩ khi thì đã bảo là Canada mà. Bây giờ thì bây giờ ba chúng tôi ly gật đi chung thấy đi ăn cây vậy đi ăn cây đi rồi còn gì nữa đi chạy đi ăn đi anh đi với nó nãy giờ rồi vậy bây giờ khải lời phát nha đúng rồi đi thôi dễ tin người vậy khải là gì khải nói đi thôi em đừng nói gì hết anh đi em là con dịch. Anh ba là gì? Anh mở mít nhiều rồi, đừng nói vậy ba. Anh ba không nói gì vậy. Tôi nãy giờ tôi đang nghe mọi người nói chuyện để tôi phân tích dữ liệu. Chứ không phải bị câm lặng, không phải bị câm lặng mọi người. Tôi phân tích thôi. Diễn rồi, anh diễn rồi. Anh diễn á. Tôi đang phân tích. Rồi cũng diễn á. AB, dù biết sẽ buồn với nhớ AB lắm mặt nếu. Ê, khả năng mùi nha. Tại vì thằng Khải là luôn luôn nó nói thật đó. Thằng Khải tôi tin nó nói thật đó, nên đợt trước nó nói nó là dịch thiệt. Khả năng cao là nó nha. Và bộ từ trong góc này chui ra nè. Có người đi xuống là mình chạy ra liền. Này có cứu được Vũ con hàng có, nào không anh ba? Đi mẹ mình nguyên con hàng đô la luôn. Bắt đầu từ mai AB chính thức cho chúng ta tốt nghiệp đó. Giờ không biết làm sao luôn anh em à. Cái đồ má tôi nghi rồi, lúc đầu tôi làm 4 năm cái nhiệm vụ mà đủ mấy mày sao không thấy được mà mày hết là tôi nghi rồi. Sau ngày mai anh em mình sẽ không còn là bạn cùng bàn hu hu. Gì nữa vậy bợ vô. Vô. Ai à, chùm giật khớp cút luôn à. À, em thấy xác của anh muội với bức hàng đàm ở ngay phòng thí nghiệm bí mật. Thì lúc mà tụi em ở ngay cái chuông á, thì có búp bi với hàng đàm đi chung, đi lên từ hướng chặn lên xác lên tới phòng bí mật. Vậy là hàng đàm. Tôi đi chị anh đi nha. Không, lúc đấy chị anh đi nha. Không, lúc đấy là tôi spawn ở cùng với lại Khánh, nhưng mà tôi đi với lại Bobby lúc sau. Không, Bobby đi chung với Hằng Đàm. Ở dưới. Lúc mà Hằng Đàm đi từ chuông lên chạm cảnh sát là đi chung với Bobby. Tại vì lúc đó tôi với Tứ Solo đi riêng mà. Tôi Khánh, lúc tôi tìm thấy Bobby là tôi đi với Bobby một mình, không thấy Hằng Đàm nữa. Khánh, tôi nói là mọi người bây giờ là còn 4 người, mọi người tách nhau ra đi. Bây giờ tôi đi kiếm chị Annie nha. Xong rồi tự nhiên là chị Hằng chỉ đi ra hướng khác tôi, rồi Khánh với lại anh Tứ đứng riêng. Xong tôi đi kiếm chị Annie. Xong giờ vậy, vậy là tôi. Vậy là tôi với anh Tú biết hai con vịt rồi, là Annie với cục cưng là giết double. Đúng rồi, tôi tìm nè, với anh, sao, thằng Đàm. Đúng sao rồi. Sao không nghĩ là nè, tôi rõ luôn, tôi là kẻ bắt trước. Tôi là kẻ bắt trước nè. À, chị Annie.
Rồi hồi nãy hay tức là sao mọi người không nghĩ thay cái pha vừa rồi là do văn phòng đúng không? Văn phòng không, cả sát trưởng giết thành ra là chết hai. Không, tại vì tụi tôi có thể le gịch được. Anh là cảnh sát trưởng rồi thì chắc chắn là không có vụ đó rồi. Không, anh là cảnh sát trưởng hả? Có thiệt không? Bỏ qua dữ liệu cảnh sát trưởng. Rồi nếu mà anh ba mà là cảnh sát trưởng mà anh không sợ chết á. Tại... thì anh bắn thử Khánh nè, Khánh hơi không, thích Niu lắm, tại vì là lúc đầu ấy em spawn cùng với lại Khánh, em đi kéo cục cưng mà Khánh lại bảo là Khánh biết cục cưng đi với hàng đàm là sao? Lúc đấy không, tôi với lại Khánh spawn chung mà. Không phải giữ kiện cảnh sát trưởng bắn, tại vì em là thầy đồng, em soi hai xác thì hai xác nó chết không liên tục với nhau. Tức là lúc vậy nè, để báo cái để nói diễn tả lấy tình huống đó nha, em suy nghĩ đó. Là Bobby với Danny đi chung với thằng Đàm với Chùm Chật Hết. Là Bobby với cục cưng giết thằng Đàm. Xong rồi Chùm Chật Hết vừa chạy tới, cái anh đi giết luôn Chùm Chật Hết, là hai cái xác không chết liên tục. Giống như là cảnh sát trưởng không bắn. Anh em ơi, thì là hai người này là double kill. Còn anh ba là anh ba đi mình, em với anh Tứ solo đi chung. Là em không phải với anh Tứ rồi, tại em là thầy đồng. Lúc đó là hai người là hai dịch thôi. Lúc đó là anh ở công viên á. Lúc đó là anh ở công viên á. Từ từ, bây giờ tôi hỏi anh đi là rôn gì? Tôi dân phòng. Rồi đi từ đầu với tới cuối với Bobby đúng không? Bobby. Không, chỉ có hai cái rau cuối là tôi mới đi ra. Ê, không, ý là cái rau vừa rồi á, rau vừa rồi á. Không, vậy rồi. Giữa... Vậy cái lúc mà tôi kêu là tách mọi ra biết một thì... một trong hai là cục cưng hoặc anh đi, chọn đi. Bây giờ nè. Nè, vậy thôi bây giờ nè, giết bây giờ vote một người đi rồi anh vô anh bắn một người nữa là đẹp. Vậy anh mình giết Annie, anh vô anh bắn Bobby đi. Rồi ok anh. Ok. Chắc là cùng giờ. Cầm băng đóng nhau nè. Tôi nghi Khánh lắm, tại vì là Khánh hay vừa rồi là em là thầy đồng. Em luôn biết xét. Em là pháp em là kẻ bắt em trước. Biết. Đúng rồi. Thầy gì Bobby giết con kẻ bắt trước rồi, đó là Chùm Chật Hết. Rồi, thôi giết anh đi, giết anh đi. Người em khánh nhưng tứ slow lắm nhưng mà người làm hai ông cũng double kill được, cũng hai ông cũng double kill được á. Ủa, mà anh chung là cảnh sát trưởng hả? Đúng rồi, cảnh sát trưởng. Ai ai sao hai nghĩ mấy ngày vậy hai? Mình kéo bắn lại. Rung tới rồi. Hãy nghĩ là ba bốn ngày gì đó. Trước khi tốt nghiệp anh có thể hát cho em nghe bài Ngày Ấy Bạn Và Tôi Cô. Tốt nghiệp luôn. Anh ba chúc mừng sinh nhật em lần cuối đi. Dấu bé A gọi em là Đăng Huy. Vậy là còn Đa Đa, hai dịch, hai người thật không mốt được rồi Tứ ơi, tụi mình thua rồi. Không, hồi nãy tôi bấm lộn bỏ qua, không phải đâu. Trời ơi, bấm lộn bỏ qua mà, Bobby chắc chắn là con dịch rồi. Lại vốt đại nữa, trời hai ông kia kìa, Khánh với lại Tứ Slow kìa. Nếu mà em là dịch thêm. Khách nó dễ bị dắt quá ta. Sao khách nó dễ bị dắt không, tại vì á, tại vì tôi check được Ron mà. Check được Ron thế, check được Khánh là gì? Khánh ờ, là khi mà có người chết là anh biết chính xác là anh Tứ gì, ơi. ai chết, anh Tứ, bao nhiêu người chết. À. Anh Tứ biết là vẫn có người công việc đó vẫn biết được cái role của bên kia không? Rồi là gián điệp thì nó vẫn là boss anh đi đi, boss anh đi đi nói nhiều quá Bobby ơi, em với lại con anh đi nói nhiều quá. Bobby giả nhất cái đầu quá. Giả con dịch giả, Bobby giả con dịch giả mà Bobby chối hoài. Ai đi em chắc chắn là dịch rồi. Đừng có chối cãi nữa. Thì em cũng biết anh ba là gì mà. Cái gì nữa vậy? Là sao nữa? Là sao không có? Cái con Đa Đa là quậy quá, là quậy quá. Đa Đa chết rồi. Có khi nào là ba không chịu vậy? Ủa sao sao mọi người không bỏ? Anh ba là cái gì? Anh ba nói đây. Là sao? Là như thế nào? Anh là cảnh sát trưởng. Bây giờ... cứ bỏ qua không? Bây giờ đi. Đứng ra. Giết đây, đi, để anh giết cho. Anh giết Khánh. Ôi, giết Khánh nè. Giết Khánh đúng không? Thằng Khánh. Dạ.
Anh ba không theo phe người, anh ba thích theo phe sói. Ôi. Anh ba, quy được sao được nữa mà không vốt anh ba. Đi phá luôn ơi, tôi trời phá luôn, phá đã phá luôn. Anh quậy á, anh quậy á, anh quậy á. Ba, nghỉ hết rồi. Nghỉ hết rồi, nghỉ hết rồi. Tao nghỉ luôn mọi người ơi. Công sức phân tích của em anh Trung. Đi ơi, đi. Ba dắt tôi vào, đừng tối quá. Không thế không được.